vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 55. Giang Ánh Đào bất đắc dĩ liếc Tư Đồ Tĩnh, cô bé này quá hiểu cô. Chị Đào muốn chúng ta ở lại bất động tại chỗ, chị ấy đi vào núi Trùy Hằng. Tư Đồ Tĩnh lắc đầu, chị Đào, núi Trùy Hằng SN bây giờ là tiêu điểm toàn cầu, tùy tiện đi vào, sẽ có nguy cơ bại lộ, còn có, thế cục hiện tại nghiêm trọng, ngộ nhỡ Salaman lại hạ lệnh pháo kích núi Trùy Hằng, vậy quá nguy hiểm. Tiêu Phong gật đầu, hắn đồng ý với cách nói của Tư Đồ Tĩnh. Mỗi giây chúng ta ở Ân Quốc đều gặp nguy hiểm. Giang Ánh Đào lại nói, nếu như thật sự có người đang khống chế bầy chim lạ mà nói, tôi nhất định phải nghĩ cách điều tra ra, công khai chân tướng cho mọi người. Nếu không, lần này là Ân Quốc, lần sau, lại là nơi nào, nhấc lên tai họa tương tự. Yên tâm đi, tôi có nắm chắc tiến hành điều tra mà vẫn bảo đảm an toàn. Tư Đồ Tĩnh nóng nảy, còn muốn nói cái gì? Nhưng thần sắc Giang Ánh Đào lại trịnh trọng vô cùng bổ sung một câu, đây là trách nhiệm của chúng ta. Tư Đồ Tĩnh trầm mặc, đám người Tiêu Phong cùng với Hà Hiểu Xuân cũng á khẩu không nói nên lời. Bọn họ đều rõ ràng phát hiện dưới tình huống như vậy tiến vào núi Trùy Hằng nguy hiểm, nhưng mà, nằm trong trách nhiệm. Bọn họ không thể lùi bước vì nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng nhất định phải có người đứng lên. Giang Ánh Đào bước ra một bước này, chú ý đến sự an toàn. Chị Đào, chúng tôi đợi chị. Tư Đồ Tĩnh chỉ có thể mở miệng như vậy. Nếu bị phát hiện, nhất định phải đi về phía chúng tôi. Tiêu Phong trầm giọng nói. Yên tâm, Giang Ánh Đào khoát tay áo, thân ảnh rất nhanh biến mất ở giữa màn đêm. Trận chiến trên núi Trùy Hằng càng ngày càng kịch liệt. Nơi chỉ huy, thần sắc Salaman nghiêm trọng vô cùng. Với lực lượng bố trí của nhóm Phạm Thiên ở gần núi Trùy Hằng trước mắt, đã không đủ để ngăn cản bầy chim lạ. Mặc dù Salaman đã khẩn cấp cầu viện, nhưng viện quân chạy tới cần có thời gian. Salaman cuối cùng vẫn gọi cho Sevsky, duy trì hòa bình khu vực trong cộng đồng quốc tế là nhiệm vụ của Cục Hỏa Thần chúng ta. Sevsky tựa hồ đã sớm có dự liệu, sau khi nhận điện thoại, thản nhiên nói, nhưng, Salaman tướng quân, ngài cũng nên hiểu rõ, nhóm đặc chiến gen mỗi một lần chiến đấu, đều rất đốt tiền, tiêu hao thật lớn. Cục Hỏa Thần chiến đấu tiêu hao. Đương nhiên là do nhóm Phạm Thiên gánh vác. Salaman trầm giọng nói, hy vọng Cục Hỏa Thần có thể nhanh chóng ra tay, dưới ánh mắt toàn cầu, diệt sát bầy chim lạ. Sevsky không vội vàng, tiếp tục trò chuyện với Salaman. Đúng như Salaman dự liệu, bọn họ khẩn cầu Cục Hỏa Thần ra tay, không tránh khỏi bị tóm lồng cừu. Sevsky lại nhắc tới mấy điều kiện, sau khi Salaman cắn ráng đáp ứng, Sevsky nở nụ cười, Salaman tướng quân quả nhiên là một người thẳng thắn. Cục Hỏa Thần chúng ta đương nhiên cũng sẽ thực hiện chức trách của chúng ta, nhưng mà, giờ phút này thế cục nghiêm trọng, gần núi Trùy Hằng còn có một vài thôn trang trấn nhỏ, một khi chiến tranh chiến dịch này lan tràn qua, sẽ tạo thành thương vong không cần thiết, Cục Hỏa Thần ôm ý nghĩ lấy con người làm trung tâm, cần phải áp dụng một vài biện pháp. Salaman ngay lập tức hỏi, các người sẽ làm gì? Xua đuổi đám chim lạ này về phía núi Cường Lạp. Sevsky bình tĩnh mở miệng, đến khu vực biên giới không có người. Cục Hỏa Thần đương nhiên sẽ ra tay, tiêu diệt bầy chim lạ. Salaman giật mình, tất cả, phảng phất như bị bàn tay vô hình khống chế, đột nhiên, lại trở về nguyên điểm. Nhưng khác chính là, nhóm Phạm Thiên trong quá trình này, trả giá không nhỏ, hơn nữa, còn hứa hẹn không ít chỗ tốt cho Cục Hỏa Thần. Trong đầu Salaman nhanh chóng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, một lát sau, hít sâu một hơi, nhưng bây giờ, đám chim lạ bạo động, hoàn toàn điên cuồng công kích chúng ta, sợ rằng, không dễ dàng như vậy xua đuổi chúng đến biên giới. Sevsky tự tin trả lời, kế tiếp, giao cho Cục Hỏa Thần. Sau khi cúp máy, thần sắc Salaman xỏa đi một trận phức tạp. Cảnh tượng trước mắt, giống như địa ngục trần gian, máu chảy thành sông, mùi máu tươi ngút trời. Trong đầu hiện lên một loạt thao tác của Cục Hỏa Thần trong khoảng thời gian này. Có lẽ bị điều tra viên Hoa Hạ quay lén video là ngoài ý muốn, nhưng Cục Hỏa Thần, hiển nhiên cũng đã áp dụng biện pháp ứng biến. Biến chuyện ngoài ý muốn này thành một phần trong kế hoạch của bọn họ, mà người ngoài ý muốn này phải trả giá đắt, chỉ có nhóm Phạm Thiên. Salaman không phải là một kẻ ngốc, hắn hiểu rõ Cục Hỏa Thần, tổ đặc chiến gen của Cục Hỏa Thần rất cường đại, nhất là tổ trưởng cấp Sevsky, trong mắt Salaman, là tồn tại vô địch cả thế giới khi từng binh sĩ tác chiến. Tuy nhiên, hắn cũng không phải thần, nếu Sevsky nói rằng hắn có thể giết sạch những con chim kỳ lạ, Salaman tin tưởng mạnh. Nhưng cuối cùng hắn đã chọn dẫn chim lạ đến biên giới. Điều này đại diện cho những gì, đã được rõ ràng. Càng khiến Salaman nghẹn khuất chính là,
hắn rõ ràng thấy rõ, nhưng cũng chỉ có thể mơ hồ. Hít một hơi thật sâu, Salaman đấm mạnh vào bàn trước mặt, vỡ vụn. Một trận chiến thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Sevsky không nuốt lời, tổ đặc chiến gen của cục hỏa thần ra tay rồi. Mỗi người bọn họ đều thống nhất đồng phục chiến đấu, quần áo chiến đấu của đội đặc chiến gen được chế tạo bằng chất liệu đặc biệt, chịu được nhiệt độ cao cùng với va chạm, chỉ lộ ra ánh mắt, cơ hồ không chê vào đâu được. Hơn nữa sức mạnh bản thân bọn họ mạnh mẽ, cánh tay lại được trang bị súng laser đặc biệt. Trong nháy mắt bọn họ xuất hiện, một đường đầy ngang, trùng kích đàn chim lạ, thể hiện ra sức mạnh cực kỳ cường đại. Không ít người chú ý tới cảnh tượng này. Đội ngũ này, quá là mạnh mẽ. Bọn họ là ai? Tổ đặc chiến đến từ Mỹ quốc cục hỏa thần. Tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Có điều, đối với nhóm Phạm Thiên mà nói hiển nhiên là chuyện tốt, cục hỏa thần xuất hiện trợ giúp bọn họ thật lớn. Thật không hổ là cục hỏa thần, nơi nào có nguy hiểm, nơi đó có thân ảnh của bọn họ. Trên một diễn đàn quốc tế, một nhóm ít là cư dân mạng của Mỹ quốc nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Chạy đi báo cáo, nhìn thấy rồi chứ, chiến dịch núi Trùy Hằng, cuối cùng vẫn phải ra tay với lính đặc chủng cục hỏa thần chúng ta. Thế cục lập tức xoay chuyển lại, cục hỏa thần, thật giống như cường đại trong truyền thuyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta quá may mắn, lại nhìn thấy người thật của cường giả cục hỏa thần. Chậc chậc, nghe nói cục đặc chiến Hoa Hạ cũng không tệ, vì sao dưới loại tình huống này, cục đặc chiến lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, cũng không sợ chiến hỏa lan tràn đến biên giới Hoa Hạ sao? Người nói ngược lại là đơn giản dễ dàng, cục đặc chiến có thể cùng cục hỏa thần đánh đồng sao? Bọn họ hiện tại phỏng chừng đều đang chờ đợi, cục hỏa thần có thể một lần hành động tiêu diệt đàn chim lạ, bọn họ cũng không cần lo lắng biên giới xảy ra vấn đề. Có lý, cư dân mạng có ID án quốc sao chép dán khắp nơi, nhóm Phạm Thiên cùng cục hỏa thần vĩnh viễn đều là anh em tốt. Dưới màn đêm núi Trùy Hằng, khắp nơi đều là ngọn lửa hừng hực bốc cháy, rất nhiều đại thụ gãy, đá nứt ra, miếu thờ sụp đổ. Một đạo thân ảnh lặng yên vô tức lẻn vào núi Trùy Hằng. Năng lực điều tra của Giang Ánh Đào rất mạnh, một là năng lực bẩm sinh, hai là nhiều lần huấn luyện chuyên nghiệp. Cô có thể nín thở trong một khoảng thời gian nhất định. Thậm chí là khống chế nhịp tim, che giấu hành tung của mình. Đây cũng là nguyên nhân Giang Ánh Đào có thể gánh vác trọng trách, đặt chân lên Ấn Quốc. Trước khi xuất phát, Giang Ánh Đào đã nhận được một tin tức, cô sẽ được thăng chức vào Thiên Võng Điện. Một đường lặng yên không tiếng động đi về phía trước, Giang Ánh Đào là hướng về phía thanh âm là kêu kia tới gần, dưới loại hoàn cảnh hỗn loạn này, nếu như không cẩn thận đi nhận dạng mà nói, loại chim kêu này cùng chim lạ thanh âm gần như giống nhau. Có lẽ chính là bởi vì cùng ở trong tần suất tương tự, đàn chim lạ mới có thể nghe hiểu chỉ huy. Rất nhanh, Giang Ánh Đào dừng bước, ở trong một mảnh bụi cây ẩn giấu thân ảnh, con người xuyên thấu qua khe hở cành lá bụi cây nhìn về phía trước. Cô đã có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh, áo đen đội mũ, nhìn không rõ khuôn mặt. Hắn đang cầm một cây sáo đặc biệt dài khoảng một ngón tay trong tay, tiếng kêu quái dị, chính là bởi vậy mà phát sinh. Đàn chim lạ, quả nhiên là bị người khống chế. Giang Ánh Đào cố gắng kiềm chế, khống chế nhịp tim của mình, không biết thực lực của đối phương, Giang Ánh Đào cũng không dám tùy tiện hành động. Năng lực điều tra của cô rất mạnh, nhưng sức chiến đấu lệch lạc. Đây là ai? Giang Ánh Đào cực lực muốn thấy rõ khuôn mặt đối phương, bởi vì đặc thù công việc, Giang Ánh Đào bình thường cũng nhớ kỹ rất nhiều nhân sĩ đặc chủng của các quốc gia, nếu như gặp qua trong kho tư liệu, Giang Ánh Đào tự tin có thể nhận ra. Nhưng chiếc mũ đen của đối phương che khuất khuôn mặt. Còn không đợi Giang Ánh Đào có suy nghĩ khác, xa xa, một cỗ khí tức cực kỳ cường đại cũng đã tới gần nơi này. Con người Giang Ánh Đào đột nhiên mở to vài phần, cả người hoàn toàn cảnh giác, ngưng thần nín thở. Lực áp bách cực kỳ khủng bố, hàng lâm mà đến. Sevsky đến rồi, làm tốt lắm, Sevsky cười tủm tỉm mở miệng, Salaman đã đáp ứng yêu cầu của chúng ta, qua 10 phút nữa, diễn xong vở kịch này, người có thể để cho đàn chim lạ di chuyển về phía núi Cường Lạp. Nếu không, sẽ bị mấy tên gia hỏa hiếu chiến kia tàn sát. Môn nhàn nhạt mò, miệng, người có tin hay không, dưới điều kiện tiên quyết của ngươi, đàn chim lạ của ta có thể liều mạng tổ đặc chiến này. Sevsky cười ha ha, môn, ta biết bản lĩnh của ngươi, đừng vẽ nét, chuẩn bị hành động, chúng ta chính là phải cho cục đặc chiến Hoa Hạ, một bất ngờ thật lớn. Ánh mắt Sevsky tràn ngập chờ mong, đàn chim lạ của ngươi, từ núi Trùy Hằng đến núi Cường Lạp, cần bao lâu? Đi với tốc độ tối đa, nửa giờ là đủ. Môn nói, khóe miệng Sevsky nhếch lên.
Nửa tiếng, cục đặc chiến chỉ sợ ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị đàn chim lạ vượt qua biên giới. Trong bụi cây, linh hồn Giang Ánh Đào đang rung động kịch liệt, nhưng cô chỉ có thể cực lực kiềm chế nhịp tim mình. Quả nhiên, tất cả đều là cục hỏa thần bày mưu tính kế. Nhóm Phạm Thiên, chẳng qua chỉ là một quân cờ của cục hỏa thần mà thôi. Mục tiêu cuối cùng của cục hỏa thần vẫn là cục đặc chiến. Giang Ánh Đào không dám động, lấy thực lực của Sevsky, cô chỉ cần hơi có một chút dị động mà nói, Sevsky sẽ phát hiện. Nửa tiếng, Giang Ánh Đào vô cùng lo lắng. Cô tuy rằng biết Sở Trần đã chạy tới biên giới, thế nhưng, Sở Trần đến không nhanh như vậy. Đàn chim lạ, nửa giờ sau, sẽ bay xuống biên giới Hoa Hạ. Cô nhất định phải nghĩ cách truyền tin tức này về, Giang Ánh Đào vốn hy vọng Sevsky sẽ rời đi sau khi ra lệnh, tuy nhiên, Sevsky lại đứng yên tại chỗ. Con người Giang Ánh Đào mở to, cô không cách nào tưởng tượng, trên biên giới, dưới tình huống không hề phòng bị, hậu quả sau khi bị đám chim lạ thực lực táng mạnh này tập kích. Cô không thể đứng như vậy, Giang Ánh Đào nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, chậm rãi di chuyển bước chân của mình, thế nhưng, Giang Ánh Đào rất nhanh nhận ra. Mặc kệ cô rút đi theo hướng nào, đều có nguy cơ bại lộ thật lớn. Do dự một chút, con người Giang Ánh Đào toát ra một tia kiên định, phải đưa ra lựa chọn, nhìn thoáng qua máy truyền tin đeo trên cánh tay. Máy truyền tin một khi mở ra, xuất hiện điểm sáng, cho dù xung quanh ánh lửa ngút trời, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi cảm nhận của Sevsky. Nhưng đến bước này, Giang Ánh Đào đã bất chấp những thứ này. Nhất định phải truyền tin tức này trở về trước, tranh thủ nhiều thời gian hơn phòng ngự. Nhanh chóng đưa tay ra, mở máy truyền tin, nhanh chóng truyền đạt một tin tức. Đàn chim lạ sẽ đi đến biên giới. Khi Giang Ánh Đào nhanh chóng tắt máy truyền tin, ngẩng đầu lên, Sevsky đã đứng ở trước mặt cô, từ đồ tính một mực chờ đợi tin tức của Giang Ánh Đào. Khi máy truyền tin cánh tay truyền đến cảm giác chấn động rất nhỏ, từ đồ tính nhanh chóng mở ra, khuôn mặt chợt đại biến. Mọi người xem, từ đồ tính nóng nảy, chị Đào xảy ra chuyện rồi. Tiêu Phong và Hà Hiểu Xuân cũng nhìn thấy nội dung trên. Tư Đồ Tĩnh nhanh chóng nhận điện thoại của Sở Khai Bình, hành động lần này của bọn họ, Sở Khai Bình là người phụ trách trực tiếp. Sở Cục, đàn chim lạ sẽ nửa giờ sau, đến biên giới nước ta. Thanh âm Tư Đồ Tĩnh rồn rập, Sở Khai Bình lập tức đứng lên. Hắn vẫn luôn chú ý chiến dịch của núi Trùy Hằng, nhất là sau khi cục hỏa thần xuất hiện, trong lòng Sở Khai Bình càng mơ hồ có vài phần cảm giác không ổn. Quả nhiên. Tin tức không tốt từ trên trời giáng xuống. Giờ phút này rõ ràng còn đang đại chiến trên núi Trùy Hằng, nửa giờ, làm sao có thể đến núi Cường Lạp. Mặc cho ai cũng không có khả năng đoán trước được. Thế nhưng, Sở Khai Bình tin tưởng tổ điều tra của mình, tình báo quan trọng như vậy, tuyệt đối không có khả năng giả dối. La Tân ở ngay bên cạnh Sở Khai Bình. Sở Trần còn có bao lâu nữa có thể đến? La Tân nhìn không được hỏi. Trực thăng đang đợi nó, nhưng mà... Chuyên cơ của Sở Trần còn chưa tới sân bay. Sở Khai Bình do dự một chút, tốc độ nhanh nhất, ít nhất cũng cần 90 phút, Sở Trần mới có thể chạy tới biên giới. Nhưng đàn chim lạ, 30 phút nữa sẽ đến. La Tân thần sắc ngưng trọng lại, trước khi Sở Trần đến, chiến sĩ của chúng ta PSL ngăn cản đám chim lạ phát điên này, 1 giờ. Sở Khai Bình hít sâu một hơi, không nghi ngờ gì, chỉ là nhiệm vụ cực kỳ gian nan, may mắn là, chúng ta hiện tại đã có được tình báo. Sở Khai Bình trầm giọng mở miệng, ta tin tưởng chiến sĩ của chúng ta, có thể bảo vệ 1 giờ này. Tiểu đội Điều Tia, lại lập được đại công, nhanh chóng bố trí phòng thủ, ánh lửa ngút trời, thần sắc Tư Đồ Tĩnh vô cùng lo lắng. Có lẽ chị Đào chỉ không tiện gọi điện thoại, mới bí mật gửi tin nhắn cho cô mà thôi. Tiêu Phong nói, chị Đào nhất định không sao, tôi và chị Đào có một thỏa thuận, thanh âm Tư Đồ Tĩnh mang theo run rẩy. Bởi vì chúng tôi thường xuyên phải chấp hành nhiệm vụ điều tra, cho nên, chúng tôi thiết lập liên lạc khẩn cấp với nhau là máy truyền tin liên lạc. Ước định của chúng tôi là, nếu như ngày nào đó, đối phương khởi động phương thức liên lạc khẩn cấp truyền tin, liền đại diện cho có khả năng lớn, có chuyện xảy ra. Thanh âm Tư Đồ Tĩnh gần như mang theo nức nở, nhìn núi Trùy Hằng đang hừng hực thiêu đốt. Hai người ở lại đừng động, chờ tin tức của chị Đào. Tiêu Phong quyết đoán mở miệng, Chí Quốc, chúng ta đi. Khâu Chí Quốc lập tức gật đầu, mặc dù tình huống có nguy hiểm đến đâu, bọn họ cũng không có khả năng vứt bỏ chiến hữu của mình. Nếu chị Đào có chuyện, bọn sẽ xông lên không chùn bước. Cùng đi đi, đám người Hà Hiểu Xuân cũng đều đuổi theo, lặn về phía núi Trùy Hằng. Tuy nhiên, chưa kịp chờ bọn họ tiến vào núi Nón Hằng, trận chiến núi Trùy Hằng đột nhiên xảy ra biến dị.
Kèm theo một tiếng chim bén nhọn, đàn chim lạ đột nhiên phóng lên trời, tốc độ cực nhanh, rồi bay đi về một hướng, rất nhiều người không kịp phản ứng. Thậm chí có người nhỏm Phạm Thiên đều ngây người. Một giây trước, trước mặt rõ ràng có một chim lạ vô cùng hung tàn, muốn cùng hắn không chết không thôi, điên cuồng công kích, bỗng nhiên, dương cánh bay cao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đàn chim kỳ lạ chạy trốn rồi. Ngàn chúng lại, làm sao ngăn, hai chân có thể bay nhanh hơn trên bầu trời không? Lính đặc chủng của cục hỏa thần quả nhiên cường đại, nhóm Phạm Thiên hao hết tâm tư cũng không có cách nào giải quyết đám chim lạ này, nhưng bọn họ mới xuất hiện không bao lâu, liền đánh đuổi đám chim lạ. Những con chim lạ dày đặc dương cánh bay đi. Akado có chút ngây người đi tới trước mặt Salaman, Salaman tướng quân, đây, chỉ trong nháy mắt, chim lạ gần núi Trùy Hằng đã đi hơn phân nửa. Chúng nó chạy trốn, đều là cùng một phương hướng, tốc độ cực nhanh. Ánh mắt Salaman nhìn về phía tiểu đội đặc chiến gen của cục hỏa thần. Đồng tử Akado co rụt lại một chút, nhất thời phảng phất như hiểu được cái gì đó. Lúc này, có người cũng kinh hô. Hướng đàn chim kỳ lạ chạy trốn, đó không phải là hướng của đường biên giới giữa An Quốc và Hoa Hạ sao? Với tốc độ của đám chim lạ kinh hãi này, chẳng phải là rất nhanh có thể vượt qua núi Cường Lạp, tiến vào biên giới Hoa Hạ sao? Dường như, thật đúng là như vậy. Rất nhiều người đều giật mình nhận ra, đợt này của nhóm Phạm Thiên quả thực là thao tác cực hạn, thậm chí còn lấy việc hy sinh chiến sĩ của nhóm Phạm Thiên làm cái giá phải trả, cho dư luận quốc tế một lời giải thích. Đám chim lạ vẫn là đi tới biên giới Hoa Hạ. Đến tình trạng này, không ai còn có thể đi chỉ trích nhóm Phạm Thiên là cố ý, dù sao, nhóm Phạm Thiên đã liều mạng cùng đàn chim lạ đối kháng, nếu như không phải cục hỏa thần xuất hiện, nhóm Phạm Thiên còn phải hy sinh càng nhiều người. Lúc này, khoảng cách Giang Ánh Đào truyền tin trở về đã trôi qua 7-8 phút. Trên đường biên giới Hoa Hạ, các chiến sĩ đã sớm nhận được mệnh lệnh, hơn nữa nhanh chóng vũ trang lên, làm tốt công tác phòng ngự. Tuyệt đối không thể để cho một con chim lạ bay lên biên giới Hoa Hạ. Tống phụ trách biên phòng núi Cường Lạp, Hoàng Quốc Hoa. Các điều tra viên xâm nhập vào nội địa đã tranh thủ đủ thời gian bố trí một tuyến phòng ngự cho chúng ta. Thanh âm của Hoàng Quốc Hoa vang dội, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ biên giới, 60 phút. Có thể làm được không? Được, 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 tiếng đáp lại vang vọng khắp núi Cường Lạp. Bạch Tiêu Vân khoanh chân ngồi trên tảng đá lập tức bừng tỉnh, mở mắt ra. Nhìn ra xa xa, bên tai truyền đến thanh âm của các chiến sĩ cùng với từng tiếng bước chân dồn dập. Bạch Tiêu Vân đứng lên, hắn ý thức được chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Biên phòng đột nhiên khẩn trương lên, chẳng lẽ là đàn chim lạ sắp tới. Bạch Tiêu Vân tìm được Hoàng Quốc Hoa. Giang Ánh Đào phân phó Bạch Tiêu Vân thời điểm bảo vệ biên giới, cũng giao phương thức liên lạc của Bạch Tiêu Vân cho Hoàng Quốc Hoa. Trong vòng nửa giờ, đàn chim kỳ lạ sẽ tấn công biên giới núi Cường Lạp. Bạch Tiêu Vân nhất thời tinh thần chấn động, hít sâu một hơi, áp chế chiến ý trong lòng. Ta tới bảo vệ biên giới này. Bạch Tiêu Vân chấn thanh mở miệng. Hoàng Quốc Hoa không chần chờ, lập tức phân công nhiệm vụ cho Bạch Tiêu Vân. Bạch Tiêu Vân là cường giả cấp bậc đỉnh phong của võ đạo tông sư, có hắn tham dự thủ hộ biên tuyến, có thể chia sẻ rất nhiều áp lực của các chiến sĩ khác. Đàn chim lạ biến dị rất mạnh. Hoàng Quốc Hoa đương nhiên một đêm đều lưu ý chiến dịch núi Trùy Hằng. Sức chiến đấu của biên giới chúng ta bây giờ rất khó ngăn cản đàn chim lạ xâm lấn, cho nên, tôi đặt chiến trường đầu tiên đặt ở trong hẻm núi lớn này. Hoàng Quốc Hoa mở bản đồ ra, hai bên hẻm núi là vách đá dựng đứng, đồng thời cũng là nơi mà đàn chim kỳ lạ phải đi qua. Trong khoảng thời gian này tôi đã lưu ý tình huống của đàn chim quái dị, chúng trong thời gian rất dài cũng không bay cao, chúng ta hoàn toàn có thể bố trí trên hẻm núi một chút. Ánh mắt Hoàng Quốc Hoa nhìn về phía Bạch Tiêu Vân. Chiến dịch hẻm núi, nếu có võ giả cường đại dẫn đội, có thể kiên trì thời gian dài hơn, điều này đối với bố trí chiến lược chỉnh thể của bọn họ rất hữu dụng. Bạch Tiêu Vân hiển nhiên là người tốt nhất. Được rồi, phòng tuyến hẻm núi này, liền giao cho ta. Bạch Tiêu Vân quyết đoán mở miệng, nhìn về phía trước, Hoàng Quốc Hoa bố trí phòng tuyến hẻm núi này, ở vị trí trước biên giới Hoa Hạ khoảng 200 mét, bọn họ muốn bảo vệ tuyến biên phòng, đương nhiên phải đặt chiến trường ở đối diện. Ta sẽ sắp xếp cho 20 chiến binh chiến đấu cùng ngươi. Hoàng Quốc Hoa trầm giọng nói, mục tiêu của chúng ta là kéo dài dàn chim lạ trong 60 phút, ở phía sau mọi người, ta còn có thể bố trí các biện pháp phòng ngự còn lại, nếu như mọi người kiên trì không được, liền an toàn lui ra. Yên tâm đi, Bạch Tiêu Vân tự tin vung tay lên, có Bạch Đại Hiệp ở đây, không có một chim lạ nào có thể xẹt qua đỉnh đầu ta. Bạch Tiêu Vân tay cầm trường đao, khí thế uy vũ.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn ở trước mặt người khác thẳng thừng gọi mình là Bạch Đại Hiệp. Trấn thủ biên giới, đó chính là mục tiêu mới trong cuộc đời Bạch Đại Hiệp. Rất nhanh, 20 chiến sĩ điều động ra, đi theo Bạch Tiêu Vân, cấp tốc đi tới hẻm núi. Ánh mắt mọi người đều mang theo một tia kiên quyết, bọn họ đều lưu ý trận chiến núi Trùy Hằng tối nay, chỉ là không thể tưởng tượng được, chiến hỏa lại có thế nhanh chóng lan tràn đến đây như vậy. Cục hỏa thần chó chết, một gương mặt trẻ tuổi xuất phát đi theo Bạch Tiêu Vân, vừa đi vừa mắng, bọn họ tuyệt đối là cố ý đánh đàn chim lạ, chạy tới núi Cường Lạp. Tiếu đồng chí, tên của ngươi là gì? Bạch Tiêu Vân hỏi, chiến sĩ trẻ tuổi trả lời, Cao Vĩ. Tiểu Cao, đợi lát nữa nhìn Bạch Gia Gia dẫn theo các ngươi, đánh đàn chim lạ. Bạch Tiêu Vân ha hả cười rộ lên, khuôn mặt mang theo nhân từ. Hắn cố ý làm quen với các chiến sĩ, táng cường giao tiếp, tàng cường tình cảm. Cao Vĩ, đột nhiên hiến hắn thành cháu trai, liền quá đột nhiên. 21 người sau khi tiến vào hẻm núi, lựa chọn địa hình thuận lợi. Hẻm núi rất rộng, ở giữa có NSQ, âm con sông lớn chảy qua. Tối nay, để cho thi thể chim lạ chất đầy dòng sông lớn này đi. Bạch Tiêu Vân háng hái, đây là trận chiến đầu tiên hắn trấn thủ biên giới, nhất định phải đánh cho thật đẹp. Lúc này, Cao Vĩ nhịn không được nhắc nhở một tiếng, Bạch Gia Gia, thực lực của đàn chim lạ rất cường đại, tối nay ở núi Trùy Hằng, nhóm Phạm Thiên chuẩn bị 20 khấu đại pháo vây công, hơn nữa có rất nhiều võ giả nhỏm Phạm Thiên ra tay, nhưng kết quả vẫn bị đàn chim lạ tạo thành thương tổn cực lớn, cuối cùng vẫn là tổ đặc chiến gen của cục hỏa thần ra tay, mới giết đàn chim lạ chạy. Khuôn mặt Bạch Tiêu Vân tươi cười không giảm, ta đương nhiên sẽ không khinh thường đàn chim lạ, ta chỉ là ở chiến lược khinh thường chúng. Về phần cục hỏa thần gì đó, bọn họ có mạnh không? Lai lịch gì? Các chiến sĩ liếc mắt nhìn nhau. Vẫn là Cao Vĩ mở miệng, nói cho Bạch Tiêu Vân thân phận lai lịch của cục hỏa thần, sau đó còn cảm thán một tiếng, tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận, cường giả cục hỏa thần, thật sự rất cường hãn, nhất là mấy vị cấp S của bọn họ, có thể nói là chiến binh đơn độc mạnh nhất, đương nhiên, cục đặc chiến của chúng ta, có sở môn tam kiệt chống lại bọn họ. Tiểu Cao, người sợ là có chút hiếu lầm về khái niệm chiến binh đơn độc mạnh nhất. Bạch Tiêu Vân vỗ vỗ bả vai Cao Vĩ, kiên trì 60 phút, người liền có thể biết được, cái gì là sức chiến đấu mạnh nhất đương thời. Từ trong miệng Hoàng Quốc Hoa, Bạch Tiêu Vân biết viện quân của cục đặc chiến là Sở Trần. Đây cũng là nguyên nhân hắn hăng hái. Có Sở Trần trợ giúp, căn bản không sợ bất luận đối thủ nào. Đồng thời, hắn cũng phải hảo hảo thể hiện bản thân, nói cho Sở Trần biết. Mình không phải chỉ vì đem công chuộc tội, mà là thật sự có quyết tâm trấn thủ biên giới. Đồng tử Cao Vĩ lúc này co rụt lại, các chiến sĩ còn lại trong lòng đột nhiên kích động lên. Chẳng lẽ, sở môn tam kiệt đến rồi? Bạch Tiêu Vân cười cười, hắn cũng họ Sở. Núi Trùy Hằng, ngọn lửa vẫn đang cháy. Sau khi tập thể đàn chim lạ chạy trốn, tuyệt đại đa số ánh mắt đều đi theo đàn chim lạ mà đi. Nhóm Phạm Thiên cũng giả vờ toàn lực truy kích. Chiến sĩ gen của cục hỏa thần không biết tung tích, hiện trường để lại một mớ hỗn độn. Trên núi Trùy Hằng, tiếng kêu rên vang lên bốn phía. 27 tăng nhân của 27 tòa miếu sau khi chim lạ rời đi, trước tiên xông lên núi, nhưng chùa miếu của bọn họ đã sớm bị đạn pháo nổ tung. 47 vị cao táng tiến vào núi Trùy Hằng, cũng bị đạn pháo oanh kích, tất cả đều bỏ mình. Đám người Tiêu Phong cũng xông lên núi Trùy Hằng, thế nhưng, lại không tìm được thân ảnh Giang Ánh Đào. Đây là máy truyền tin của chị Đào. Từ Đồ Tĩnh ở trong bụi rậm tìm được máy truyền tin bị hủy, cắn môi, cực lực kìm nén cảm xúc của mình, nước mắt lưng tròng. Trước khi tiến vào núi Trùy Hằng, trong lòng Từ Đồ Tĩnh còn có một tia kỳ vọng cuối cùng, nhưng đến giờ khắc này, kỳ vọng đã tan biến. Máy truyền tin do chính chị Đào phá hủy, nội tâm Tiêu Phong cũng dâng lên một trận bi thương, cô ấy nhất định là bị đối phương phát hiện, sau đó, nhanh chóng hủy máy truyền tin của mình. Không cho đối phương thông qua máy truyền tin để liên lạc với chúng ta hoặc là tìm hiểu một vài tư liệu nội bộ của cục đặc chiến. Nhưng tại hiện trường, ngay cả dấu vết đánh nhau cũng không có. Trong lòng Hà Hiểu Xuân trầm thấp, Giang Ánh Đào mất tích rồi. Không có dấu vết đánh nhau, cũng không có nghĩa là Giang Ánh Đào bình an. Điều này hoàn toàn nói rõ một điểm, thực lực của kẻ địch, Giang Ánh Đào ngay cả đường phản kháng cũng không có. Tất cả mọi người im lặng. Giang Ánh Đào vẫn là chủ tâm của tiểu đội điều tra bọn họ, nhưng hôm nay, Giang Ánh Đào xảy ra chuyện, bọn họ phảng phất lập tức mất đi linh hồn. Thật lâu sau, giọng điệu của Tiêu Phong nặng nề, trước tiên báo cáo tình huống nơi này cho sở cục đi. Nước mắt trong hốc mắt Từ Đồ Tĩnh đang đảo quanh,
cuối cùng vẫn nhịn không được ngồi xổm xuống ôm đầu khóc. Tiêu Phong thở dài một tiếng, đi tới một bên, nhận điện thoại của Sở Khai Bình, nói rõ tình huống. Trong lòng Sở Khai Bình đột nhiên chấn động, hắn thật không ngờ, tin tức vừa rồi, là Giang Ánh Đào trả giá lớn như vậy để truyền đến. Càng khiến mí mắt Sở Khai Bình đều giật giật chính là, hẳn biết quan hệ giữa Sở Trần và Giang Ánh Đào rất tốt, hiện giờ Giang Ánh Đào xảy ra chuyện, Sở Khai Bình không biết Sở Trần sẽ làm như thế nào, nhưng loại chuyện này, hắn không dám giấu giếm Sở Trần. Máy bay của Sở Trần, còn khoảng 20 phút nữa, sẽ hạ cánh ở sân bay Tây Tạng, sau đó lại đáp trực thăng, đi thẳng đến núi Cường Lạp. Sở Khai Bình hít sâu một hơi, Sở Trần lúc này đây khẩn cấp tiếp viện, một đường này đã an bài tốc độ nhanh nhất. Hy vọng có thể đến kịp. Mà lúc này, hẻm núi lớn, nhóm chim lạ đầu tiên đã xuất hiện. Đôi cánh mỏ, ra, che khuất bầu trời, đồng thời phát ra âm thanh kỳ lạ, kích thích linh hồn con người. Đến rồi, Bạch Tiêu Vân nắm chặt trường đao trong tay. Các chiến sĩ còn lại, đồng thời vào giờ khắc này, tiến vào trạng thái chiến đấu. Trận chiến hẻm núi bắt đầu ngay lập tức. Đạn bắn dữ dội vào đàn chim lạ đang sải cánh về phía trước. Đàn chim lạ phát ra tiếng kêu bén nhọn chói tai vô cùng. Một đám chim lạ xông lên phía trước, ngay cả đạn cũng không có cách nào xuyên thấu thân thể chúng, lực phòng ngự của chúng đã có thể so với tiên thiên võ giả. Chiến sĩ trẻ tuổi cao vĩ trong lòng kinh hãi, lực phòng ngự của chim lạ so với trong tưởng tượng của bọn họ càng thêm cường đại. Đợt hỏa lực này trùng kích mặc dù ở một mức độ nhất định ngắn cản tốc độ bay của đàn chim lạ, nhưng chúng vẫn tiến về phía bên này. Khoảng cách với họ chỉ khoảng 100 mét, khí thế che khuất bầu trời, phảng phất muốn đè bẹp bọn họ. Bạch Tiêu Vân cầm đao đứng thẳng, nhìn phía trước, bỗng nhiên nói, tập trung hỏa lực vào đám chim lạ trên bầu trời. Bạch Tiêu Vân nhìn trận hình của đàn chim lạ, tựa hồ rất có trật tự, hắn có chút kỳ quái trí tuệ của đàn chim lạ có thể đạt tới tình trạng này, thậm chí Bạch Tiêu Vân vẫn luôn quan sát trong đàn chim quái, xem có tồn tại vua chim lạ hay không. Trong nhận thức của Bạch Tiêu Vân, trong đám động vật bình thường, đều sẽ có vua tồn tại, mới có thể truyền lệnh đồng bạn. Hiện tượng này trên cơ thể của sói, có thể được phản ánh đầy đủ. Lần đầu tiên trong đời Bạch Tiêu Vân nhìn thấy đàn chim có thể chỉnh tề trật tự như vậy, chúng phảng phất chính là trực tiếp bày ra trận hình tiến công, xung phong về phía trước. Trên giữa dưới ba đường đồng loạt phát ra, hắn hạ lệnh công kích chim lạ trên cao, lý do đầu tiên thẳng thắn nhất chính là chim lạ ở giữa và dưới hắn sẽ tự tay ngăn cản, lại là hy vọng có thể thông qua đánh hạ chim lạ ở chỗ cao nhất để ảnh hưởng đến trận doanh phía trước của cả đàn chim lạ. Đợt trùng kích này, kết quả cũng làm cho tất cả mọi người vui mừng. Bạch Gia Gia, tôi phát hiện ra một quy luật. Cao Vĩ Trấn Thanh hô, chim lạ bay càng cao, phòng ngự của nó càng yếu. Vậy thì đánh tất cả chúng nó xuống. Bạch Tiêu Vân vung tay lên. Hẻm núi gặp phải chiến tranh, hơn nữa hắn chỉ có 21 người, nhưng mỗi một người đều có chiến ý cao ngất, ánh mắt không có chút sợ hãi nào. Trên bầu trời xoay quanh tiếng kêu chói tai vô cùng chói tai của chim lạ, cùng với tiếng đạn bao trùm. Trên biên giới phía sau, thần sắc Hoàng Quốc Hoa nghiêm trọng. Thông qua chiến dịch núi Trùy Hằng đêm nay, bọn họ cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của đàn chim lạ, không phải mỗi một con chim lạ cường hãn cỡ nào, mà là ưu thế về số lượng của chúng cùng với lực trùng kích tiến lên phía sau, thật sự quá đáng sợ. Chiến dịch núi Trùy Hằng tuy rằng khoảng cách hiện tại rất ngắn ngủi, nhưng cũng đủ cho Hoàng Quốc Hoa rất nhiều chỗ tham khảo. Hỏa lực áp chế 20 người đương nhiên không có cách nào ngăn cản đàn chim lạ đi về phía trước. Không chỉ trong chốc lát, đàn chim lạ đã cách bọn họ không tới 30 mét. Từ sự xuất hiện của đàn chim lạ đến bây giờ, thời gian chỉ sau 5 phút. Cao Vĩ hít sâu một hơi, đám súc sinh chết tiệt này, Bạch Gia Gia, chúng ta có phải chuẩn bị vật lộn với chúng nó hay không? Nhiệm vụ phòng ngự của cả tuyến biên giới là ngăn chặn đàn chim lạ trong 60 phút. Trước khi xuất phát, Hoàng Quốc Hoa giao nhiệm vụ cho bọn họ, hy vọng có thể ở trong hẻm núi, ngăn cản đám chim lạ này 15 phút. Nhưng hôm nay mới vừa qua 5 phút. Chống đỡ thêm 10 phút nữa, càng thêm thời gian cho các huynh đệ phía sau. Một người hét lên, bắn lửa. Trên cao mặc dù có chim lạ rơi xuống, ở một mức độ nhất định quấy nhiễu trận hình của đàn chim lạ, nhưng đàn chim lạ không để ý đồng bọn rơi xuống, tiếp tục đi về phía trước. Bạch Tiêu Vân tay cầm trường đao, chậm rãi giơ lên, thanh âm quát lạnh, hỏa lực của các ngươi đều bao trùm trên cao, đường giữa và dưới giao cho ta. Lời vừa dứt, thân ảnh Bạch Tiêu Vân giống như mũi tên rời cung sông ra ngoài. 20 chiến sĩ phía sau chợt co rụt lại. Bạch Gia Gia, Cao Vĩ tuy rằng biết Bạch Tiêu Vân là một võ giả cường đại, nhưng lại không nghĩ tới,
Bạch Gia Gia lại muốn một mình ngăn trở hai đường giữa và dưới của đàn chim lạ. Giờ phút này hoành đao lập mã, bóng lưng xung phong hãm trận, ở trong mắt cao vĩ phóng đại vô hạn. Bạch Tiêu Vân xuất đao, võ đạo tông su, đỉnh phong thực lực tuyệt không phải khoe khoang, nếu như đối thủ của hắn không phải Sở Trần mà nói, lấy thực lực của Bạch Tiêu Vân, có thể đứng ở cấp độ hạng nhất đương thời, đương nhiên, vị trí đỉnh cao thuộc về khí thức cảnh, mà Sở Trần, đó là đỉnh phong. Trước khi Bạch Tiêu Vân xuất quan, hắn cho rằng mình thiên hạ đệ nhất, khi biết Bách Hoa Cung xuất hiện một vị thánh nữ khí tức cảnh, hắn sắp mình ở vị trí thứ hai. Sau đó, Bạch Tiêu Vân hiện giờ chỉ muốn trở thành một Bạch Đại Hiệp trấn thủ biên giới. Đây là đệ nhất đao đầu tiên trấn thủ biên cương. Mũi nhọn lộ ra, đao quang như cầu vồng. Phía trường đao hướng về, tựa như chặt đứt một mảng lớn đàn chim lạ. Trong nháy mắt, máu tươi cuồng phun, tiếng kêu thảm thiết của chim lạ bén nhọn chói tai. Dưới một đao này, ít nhất tạo thành thương vong cho 20 chim lạ, cánh đập rơi xuống đất. Cao vĩ phía sau mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, nhiệt huyết sôi trào. Bạch Gia Gia, thật mạnh, Bạch Đại Hiệp uy vũ, đây là Bạch Đại Hiệp trên biên giới của chúng ta. Các chiến sĩ kích động, một đao này của Bạch Tiêu Vân, khí thế hào hùng, thậm chí là dùng sức mạnh một mình trấn áp đàn chim lạ hùng hồ. Đám chim lạ lại lần nữa xuất kích, lần này, phảng phất là dưới mùi máu tươi kích thích. Chúng nó tập trung lực lượng, điên cuồng công kích Bạch Tiêu Vân. Hỏa lực trấn áp bầu trời cao, chúng ta không thể kéo Bạch Đại Hiệp lui về phía sau. Các chiến sĩ hét lên, trường đao của Bạch Tiêu Vân đã nhuốm máu, chiến ý cả người bốc lên, xúc sinh, đến đây. Đối mặt với chim lạ trùng kích phô thiên cái địa, Bạch Tiêu Vân chẳng những không có lui ra phía sau, ngược lại một đầu đâm vào vòng vây của đàn chim lạ. Giết, 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 hướng của trường đao. Từng con chim lạ nhiễm máu rơi xuống sông. Lại qua 10 phút, 15 phút, Cao Vĩ phấn chấn, vung mạnh nắm đấm, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ánh mắt các chiến sĩ đều nhìn Bạch Tiêu Vân giết địch ở xa xa, trong lòng sinh ra kính trọng. Đều dựa vào Bạch Đại Hiệp, nếu như không có thực lực tuyệt đối của Bạch Đại Hiệp, hỏa lực áp chế của chúng ta, căn bản không kiên trì được lâu. Bạch Gia Gia, chúng ta có thể rút lui rồi. Cao Vĩ hô to một tiếng. Bạch Tiêu Vân đã giết đỏ cả mắt, hắn đã đếm không ra có bao nhiêu con chim lạ rơi xuống dưới trường đao của hắn, giờ này khắc này chim lạ xuất hiện trước mặt hắn đều tương đương với thực lực của tiên thiên võ giả, Bạch Tiêu Vân tương đương với bị một đám tiên thiên võ giả vây công. Giết, 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 máu chảy thành sông, dòng sông lớn đã chất đầy xác chim kỳ lạ nhuộm màu đỏ. Ha ha ha, Bạch Tiêu Vân hô to vui mừng, tiểu cao, không vội rút lui, tiếp tục hỏa lực áp chế. Lão Phu còn có thể ngăn cản đám xúc sinh này. Ồ, trong lòng Bạch Tiêu Vân, nhiệm vụ của hắn không phải là muốn ngăn trở đàn chim lạ 15 phút, mà là muốn giết sạch đám chim lạ này. Có lẽ cuối cùng sẽ bởi vì kiệt lực mà không làm được, nhưng mà ít nhất cũng phải mất một giờ. Kiên trì đến khi Sở Trần đến, hiện tại rút lui, đàn chim lạ tùy ý lao ra khỏi thung lũng, nhất định sẽ mang đến trùng kích cực lớn cho biên giới. Không lui, tiếp tục chiến đấu. Đám người Cao Vĩ đầu tiên là sửng sốt, bọn họ vốn theo bản năng kiên định chấp hành nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên là rút lui, nhưng tình huống trước mắt này, có Bạch Đại Hiệp ở phía trước hoành đao lập mã, bọn họ quả thật còn có đủ năng lực ngăn cản đàn chim lạ một trận, đã như vậy, vậy đương nhiên phải tiếp tục tái chiến. Lại là 10 phút trôi qua, rất nhiều người theo dõi chiến dịch núi Trùy Hằng tối nay đang đuổi theo hành tung của đàn chim lạ, hai bên hẻm núi là vách núi, bọn họ không có cách nào lật xem. Chỉ có thể đứng ở phía sau đàn chim lạ từ xa, mạo hiểm sử dụng máy bay không người lái thử tới gần chụp ảnh, nhiều video ảnh với mức độ mở khác nhau bắt đầu lan truyền điên cuồng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đàn chim lạ thật sự xông về phía biên giới Hoa Hạ, chúng bị dọa vỡ mật ở núi Trùy Hằng, muốn trốn vào Hoa Hạ. Ta đến bây giờ còn đang cảm thán cục hỏa thần cường đại. Đàn chim lạ hiện tại tập trung ở một hẻm núi, chỉ cần chúng xuyên qua khe núi này. Có thể trực tiếp phá đường biên giới núi Cường Lạp. Sức nóng đang bùng nổ, vô số người đang bàn tán sôi nổi. Rất nhiều dân chúng Hoa Hạ đều thắt chặt trái tim, chú ý tình huống của đàn chim lạ. Thế nhưng, rất nhanh có người phát hiện, đàn chim lạ tiến vào hẻm núi lớn đã gần 30 phút, nhưng cho đến bây giờ, còn không có một con chim lạ nào lao ra khỏi hẻm núi. Đàn chim lạ, bị chặn ở hẻm núi. Bên trong hẻm núi lớn, xảy ra chuyện gì? Trong đầu vô số người đều dâng lên nghi vấn, trên biên giới, ánh mắt Hoàng Quốc Hoa cũng dần dần toát ra chấn động. Hắn có thể đại khái tính toán ra lực trùng kích của đàn chim lạ, theo hắn thấy,
20 chiến sĩ cộng thêm một mình Bạch Tiêu Vân, muốn ngăn cản đàn chim lạ 15 phút, đã là nhiệm vụ lên trời. Quyết định vô cùng gian nan, nhưng hiện tại, bọn họ đã kiên trì được 30 phút. Hoàng Quốc Hoa phái người đi điều tra, hình ảnh hiện trường gửi về khiến hẳn vô cùng chấn động. Bạch Đại Hiệp, Hoàng Hoa Quốc nhìn về phía hẻm núi. Lúc này, phương hướng sân bay Tây Tạng, cũng có một chiếc trực thăng vọt về phía núi Cường Lạc, trên máy bay, Sở Trần một thân lạnh lùng, ngồi như pho tượng không nhúc nhích. Tin tức Giang Ánh Đào mất tích, anh đã biết. Sở Trần trầm mặc hồi lâu, chỉ nói một câu, ta muốn tốc độ nhanh nhất. Sở Trần một giây cũng không muốn chờ. Khuôn mặt giống như bao trùm một tầng hàn sương, khiến người ta có một loại cảm giác người lạ không được gần. Hẻm núi lớn, nửa tiếng rồi, Bạch Tiêu Vân không biết mình chém giết bao nhiêu con chim lạ, chỉ cần có chim lạ xuất hiện trong phạm vi công kích của hắn, hắn đều không chút khách khí chém giết. Trường đao nhuộm đầy máu tươi, trên sông lớn, thi thể chim lạ, chất đống như núi. Giết, Bạch Tiêu Vân cảm giác cổ họng của mình đều kêu khàn khàn, ánh mắt kiên nghị không giảm. Đột nhiên vung đao, sau khi lần nữa chém giết hơn 10 con chim lạ, thân thể Bạch Tiêu Vân đột nhiên lảo đảo một chút. Phía sau, đám người Cao Vĩ cũng một mực lưu ý tình huống của Bạch Tiêu Vân. Bạch Đại Hiệp vẫn bị vây trong loại cường độ chém giết này, tuy rằng thực lực của đàn chim lạ không bằng Bạch Đại Hiệp, nhưng chúng nó thay phiên nhau trùng kích, đối với Bạch Đại Hiệp mà nói, tiêu hao quá lớn. Bạch Đại Hiệp có chút kiệt sức rồi. Cao Vĩ hít sâu một hơi, chúng ta đã kiên trì hơn 30 phút, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Bạch Đại Hiệp, chúng ta rút đi. Ai đó hô to, nhưng mà, đúng lúc này, phía trước, một đợt tấn công mới của đàn chim lạ lại một lần nữa tới. Bạch Tiêu Vân tay nắm chặt trường đao, ánh mắt hiện lên tia máu, ta có thể kiên trì thêm một hồi nữa. Kiên trì, chiến tiếp, ánh mắt Bạch Tiêu Vân gắt gao nhìn chằm chằm đàn chim lạ phía trước. Ánh mắt chim lạ lạnh như bàng, nhưng ánh mắt Bạch Tiêu Vân càng thêm điên cuồng, trên khí thế, không hề bị đàn chim lạ áp đảo. Một máy bay không người lái đã phá vỡ vòng vây thành công và lao lên phía trước, chụp một bức tranh gây sốc. Hàng ngàn con chim kỳ lạ đứng sang một bên, và một lão nhân với bộ râu trắng đứng sang một bên. Đôi cánh của đàn chim lạ che khuất bầu trời, móng vuốt sắc nhọn chói mắt. Mà lão nhân, hoành đao mà đứng, hai bên đối đầu nhau. Dòng sông lớn phía dưới chất đầy thi thể chim lạ, bức tranh nhanh chóng lan truyền ra ngoài, linh hồn của vô số người chấn động. Điều này hoàn toàn không giống với cảnh tượng trong tưởng tượng của tôi cho rằng đối diện với đàn chim lạ, là một đội quân hoa hạ, ngán trỏ, bước chân của đàn chim, nhưng chỉ là một người. Một người có thể ngăn chặn trảm vạn quân. Cuối cùng tôi đã hiểu câu này một cách sâu sắc, ai nói tướng sĩ hoa hạ ta không bằng người khác, ai có thể sánh vai với lão tướng sĩ này. Từ thi thể chồng chất trên sông lớn, vị lão tướng sĩ tóc bạc này, không biết chém giết bao nhiêu chim lạ, hắn ở loại tình huống bất lợi này, trấn giữ biên giới hoa hạ. Phía sau hắn còn có một nhóm chiến sĩ 20 người, phụ trách hỏa lực áp chế đàn chim lạ trên cao. Ai có thể nghĩ rằng một đội ngũ như vậy, bọn họ đã ngăn chặn hàng chục ngàn con chim lạ trong hơn 30 phút. Có người kích động, có người la hét, có người rơi nước mắt, đồng thời, cũng có người, tim thắt chặt. Từ một vài hình ảnh truyền ra trong thời gian thực, lão tướng sĩ đã dần dần rơi vào trạng thái kiệt sức. Phía sau hắn, các chiến sĩ cũng hô to, muốn lão tướng sĩ rút lui, thế nhưng, lão tướng sĩ tóc bạc cũng không lui. Tóc bạc, đã bị máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa. Không phân biệt được là chim lạ, hay là lão tướng sĩ. Tại sao lão tướng sĩ không rút lui? Nhanh lui, những con chim kỳ lạ này, cán bản giết không hết ha. Tôi sai rồi. Tôi vừa mới trong đáy lòng còn có nghi vấn, sau khi nhìn thấy nhóm Phạm Thiên cùng cục hỏa thần lực lượng cường đại, trong lòng không yên tâm, không biết hoa hạ chúng ta có cường giả như vậy hay không, trong lòng tôi, đã có đáp án. Phía sau lão tướng sĩ chính là đường biên giới hoa hạ. Hắn muốn kiên trì, hắn không muốn lui, hắn không muốn nhìn thấy một con chim lạ tiến vào biên giới hoa hạ. Nhưng, không ít người đã rơi nước mắt, hận không thể đến hiện trường, tận mắt chứng kiến một màn kia. Cho dù chỉ là hình ảnh hơi mơ hồ, bọn họ có thể tưởng tượng một chút, cảnh tượng hẻm núi lớn giờ phút này, chấn động cỡ nào. Một người, một đao, ngăn trở đàn chim kỳ lạ đáng sợ trên núi Trùy Hằng gần như phá hủy nhỏ Phạm Thiên. Năng lượng trên người hắn, là bộc phát, đang thiêu đốt. Trên đường biên giới, Hoàng Quốc Hoa đang nhìn thời gian. Bạch Đại Hiệp, đã kiên trì 40 phút rồi. Mệnh lệnh cấp trên cho hắn là bảo vệ biên giới trong 60 phút. Với sức chiến đấu của núi Cường Lạp hiện giờ,
dưới tình huống không thể được trợ giúp kịp thời, ngàn trở mấy vạn chim lạ trùng kích, quá mức gian nan, nhưng Hoàng Quốc Hoa không nói một chữ không, thiên chức quân nhân là chấp hành mệnh lệnh, không phải than phiền khó khăn. Nhưng hắn nằm mơ không nghĩ tới, bên trong hẻm núi lớn, Bạch Tiêu Vân liền ngán trở đàn chim lạ. Phải biết rằng, nếu như coi số lượng chim lạ là người, vậy tương đương với 2-3 vạn đại quân, cứ như vậy bị Bạch Tiêu Vân một người một đao ngăn trở, tuy rằng có chút chiếm cứ ưu thế địa hình, nhưng dưới trời chung, lại có mấy người có thể làm được. Hoàng Quốc Hoa hít sâu một hơi, hắn muốn thay đổi sách lược. Chuẩn bị tiến vào hẻm núi, trợ giúp Bạch Đại Hiệp. Một tiếng đại hiệp này, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Một đầu kia của hẻm núi lớn, một khu rừng rậm. Tiếng sáo kỳ lạ vô cùng chói tai từ nơi này khởi xướng, môn thao túng một vòng công kích mới. Sau khi mệnh lệnh phát ra, môn giấu sao là ỏ, trong tay áo, hắn đặt tên cây sáo này là sáo thú, hắn sẽ thông qua cây sáo này, truyền lệnh đàn thú. Không thể tường được, biên giới của Hoa Hạ lại xuất hiện một võ giả cấp bậc Vổ Đạo Tông Sư Đình Phong. Một bên, khuôn mặt Sevsky lạnh lùng, đàn quái điểu, thực lực mạnh nhất của cá nhân tương đương với tiên thiên võ giả, so với Võ Đạo Tông Sư Đỉnh Phong, chênh lệch rất xa, hơn nữa, thủ đoạn công kích của chim lạ là đơn độc, đây là nguyên nhân Bạch Tiêu Vân có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Đây là dựa trên thực lực cường đại, mới bộc phát ra tiềm lực. Nhiều nhất còn có 10 phút, hắn sẽ bị chim lạ điên cuồng phân thây. Thần sắc môn cũng rất lạnh, bầy chim lạ của hắn đang ở lúc háng hái, lại bị một người ngăn chờ. Trên thực tế, với năng lực điều khiển chim lạ của môn, nếu hắn muốn thao túng một đám chim lạ vượt qua tuyến phong tỏa của Bạch Tiêu Vân, trùng kích biên giới, cũng không khó. Nhưng hiện tại, bởi vì đàn chim lạ tổn thất thảm trọng, môn cũng thể muốn đánh chết Bạch Tiêu Vân. Theo hắn thấy, đàn chim lạ chỉ có thể đạp qua thi thể Bạch Tiêu Vân mới có thể lấy lại thể diện. 10 phút, bên cạnh hai người cách đó không xa, dưới gốc cây còn có một đạo thân ảnh, trong lòng mãnh liệt chấn động. Người phụ nữ này chính là Giang Ánh Đào mất tích. Sevsky không trực tiếp hạ sát thủ với cô. Điều tra viên Hoa Hạ xinh đẹp. Khi ánh mắt Sevsky nhìn về phía Giang Ánh Đào, ánh mắt không cách nào lướt qua một trận nóng rực. Khi nhìn thấy Giang Ánh Đào trong nháy mắt, Sevsky cảm thấy có chút mộng ảo. Hắn không tin trên thế giới này lại còn có người phụ nữ mị hoặc lực lớn như vậy đối với hắn. Nhưng gương mặt Phương Đông xuất hiện trong tầm mắt, làm hắn mê hoặc. Nghe thấy không? Sevsky mở miệng nói, hẻm núi lớn, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thêm 10 phút nữa, chỉ cần cô nguyện ý cung cấp cho chúng tôi tư liệu về thành viên cục đặc chiến Hoa Hạ, tôi có thể đáp ứng cô, tạm thời để cho đàn chim lạ tạm dừng công kích. Hơn nữa, sau khi trận chiến dịch này chấm dứt, khuôn mặt mê người của cô, còn có thể rũ, lại trong cục hỏa thần cường đại. Hắn muốn xúi dục Giang Ánh Đào, nếu như Giang Ánh Đào đáp ứng, đối với hắn mà nói, là một công đôi việc. Hắn không chỉ có thể đạt được vị nữ nhân Phương Đông xinh đẹp này, còn có thể trợ giúp cục hỏa thần càng thêm hiểu rõ cục đặc chiến. Trong những năm gần đây, cục hỏa thần coi cục đặc chiến là kẻ thù số một. Trong mắt cục hỏa thần, tốc độ phát triển của cục đặc chiến quá nhanh, khắp nơi trên thế giới, cơ hồ đều trải dài trên thân ảnh của bọn họ. Từ sự kiện chim lạ, càng có thể nhìn ra, năng lực điều tra của cục đặc chiến, đứng đầu toàn cầu. Giang Ánh Đào nở nụ cười. Trong nụ cười toát ra chế giễu, dùng đàn chim lạ vượt qua biên giới để uy hiếp tôi sao? Một đàn chim lạ lớn như vậy, ước chừng ở hẻm núi lớn vây khốn hơn 40 phút, loại năng lực này tiến vào Hoa Hạ chỉ có thể trở thành một món ăn ngon. Sevsky nhìn chằm chằm Giang Ánh Đào, tối nay, cô sẽ thật sự cảm nhận được sự cường đại của cục hỏa thần. Sevsky không nói gì thêm với Giang Ánh Đào nữa. Hắn muốn dùng thực lực thật sự để chinh phục điều tra viên Hoa Hạ này. Giang Ánh Đào nhìn ra phía hẻm núi lớn, trong đáy lòng, mơ hồ có chút kích động. Đại Hạp Cốc ngăn cản đàn chim lạ thời gian dài như vậy, đây cũng là cô không có dự liệu. Giờ phút này, Giang Ánh Đào âm thầm tính toán thời gian, Sở Trần, sắp tới rồi. Bên trong hẻm núi lớn, trận chiến tàn bạo, đàn chim lạ như điên trùng kích Bạch Tiêu Vân. Bạch Tiêu Vân ra sức vung đao chém giết đàn chim lạ, trên người có rất nhiều chỗ đều đã bị thương, nhưng hắn không hề hay biết, trong mắt chỉ có chim lạ. Thầm nghĩ chém hết chim lạ. Giết, Bạch Tiêu Vân dùng thanh âm khàn khàn, giống to lên. Trường đao lại một lần nữa vung ra. Lần này, trường đao màu máu bổ đầu một con chim lạ xuống, dao đẫm máu gãy. Cuối cùng nỏ đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Trong nháy mắt màu máu dài đến đứt đoạn, mọi người hô to lên. Bạch Đại Hiệp, Cao Vĩ trợn mắt muốn nứt ra, hắn.
hắn cũng đã bắn sạch viên đạn cuối cùng, giờ phút này, rút ra một thanh chủy thủ, đứng lên. Những chiến sĩ còn lại cũng nhao nhao đứng lên, lưỡi lê sáng, xông lê a, 20 chiến sĩ không chút do dự xông về phía trước. Trường đao của Bạch Đại Hiệp bị đứt rồi, uy lực công kích của hắn, đương nhiên cũng sẽ giảm đi rất nhiều, lúc này dưới trạng thái gần như kiệt lực này, Bạch Đại Hiệp sức một người chẳng làm nên việc gì, rất khó chống đỡ được đàn chim lạ trùng kích. Những chiến sĩ xông lên, ánh mắt của bọn họ tràn ngập quyết tuyệt, cũng còn có một tia điên cuồng. Nhiệm vụ phòng ngự của toàn bộ biên tuyến là giữ vững 60 phút. 20 người bọn họ, dưới sự dẫn dắt thần dũng của Bạch Đại Hiệp, cơ hồ sắp hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự của toàn bộ biên tuyến. Điều này đối với 20 chiến sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là tinh thần cổ vũ thật lớn. Vào giờ khắc này, bọn họ đều không chút do dự xung phong hãm trận. Đàn chim là cũng muốn thừa dịp Bạch Tiêu Vân mất đi lưỡi dao sắc bén mà xông lên, nhưng lúc này, Bạch Tiêu Vân nhặt lên một tảng đá sắc bén bên bờ sông, hung hãng ném về phía đàn chim lạ. Dùng đá đập chết mấy con chim lạ. Bạch Gia Gia, chúng tôi tới giúp ngài. Bạch Đại Hiệp, chúng tôi tới đây. Lão tử cũng đến cảm nhận một chút khoái cảm tàn sát chim lạ. Các chiến sĩ mang theo quyết tâm chịu chết, nhưng ánh mắt, chiến lược khinh thường đàn chim lạ. Giết hết chúng. Khi đàn chim lạ sắp giống như một đám mây đen lần nữa đè lên, phía sau bọn họ truyền đến thanh âm pháo nổ vang. Một đội đặc chiến tiến vào hẻm núi lớn, lá cờ đỏ tươi tung bay cao trong bóng tối. Mỗi khuôn mặt đều mang theo cương quyết, mỗi một đôi mắt thần đều có tín niệm không thể phá hủy. Giết, Hoàng Quốc Hoa tự mình bước vào thung lũng, hắn muốn ở trong hẻm núi, cùng đám chim lạ này đến một hồi đại quyết chiến. Ầm ầm, pháo binh oanh tạc, bao trùm toàn diện, Bạch Đại Hiệp. Mọi người rút về trước đi, những người lính xông lên phía trước hét lên, xác từng con chim lạ rơi xuống. Giờ khắc này, trọng điểm của thế giới tập trung ở đây, cả thế giới đều cảm nhận được, sức mạnh cường đại của cục đặc chiến Hoa Hạ. Biên giới của họ, bất khả xâm phạm, vô số người nín thở, từng chiếc máy bay không người lái bay vòng quanh ở độ cao lớn, nhiều cái bị bắn hạ, sau đó lại có máy bay không người lái mới đến gần, bên kia, tầm mắt môn nheo lại, người đoán không sai. Bọn họ thật sự muốn biến hẻm núi lớn trở thành chiến trường cuối cùng, lực lượng phòng ngự trên biên giới, điều động đại bộ phận tiến vào hẻm núi lớn. Sevsky mỉm cười, cục đặc chiến, lần này, các ngươi ngã chắc rồi. Trong tay môn lấy ra cây sáo thú, phát ra thanh âm bén nhọn. Bỗng nhiên, một đám chim lạ, từ trên cao xẹt qua, áp sát vách núi hai bên, dùng trận hình tốc độ cực nhanh, vọt về phía lối ra hẻm núi lớn, hiện trường dấy lên một trận tiếng kêu sợ hãi. Không ai nghĩ tới, đàn chim lạ lại có loại cố ý chờ đội ngũ đặc chiến này tiến vào hẻm núi lớn trợ giúp, chỉ trong nháy mắt, đã có mấy trăm con chim lạ phá tan vạch phong tỏa hỏa lực, lao ra khỏi hẻm núi lớn. Một máy bay không người lái đã chụp được hình ảnh này một cách rõ ràng. Vô số người kinh hô, không hay rồi, nguy rồi, những con chim lạ này quá xảo quyệt, rất nhiều người tim thắt chặt. Mắt thấy mấy trăm con chim lạ này muốn xông về phía biên giới Hoa Hạ. Giờ phút này, trên không trung biên giới, một chiếc trực thăng chậm rãi xoay vòng đáp xuống, oanh oanh oanh, máy bay trực thăng bay vòng từ hạ cánh từ trên cao. Mấy chàng con chim lạ mở cánh, khí thế che khuất bầu trời, sắp phục tê qua biên giới. Vô số người kinh hồ, thét chói tai, tim phảng phất lập tức dừng lại. Một số máy bay không người lái đã khóa đường biên giới núi Cường Lạp Đế ghi lại khoảnh khắc đàn chim lạ vượt qua biên giới. Sự xuất hiện của chiếc trực thăng này cũng khiến cho một bộ phận người chú ý. Ánh mắt nhao nhao nhìn lại, bởi vì, phương hướng máy bay trực thăng này hạ cánh, rõ ràng chính là tâm điểm tấn công của hàng trăm con chim lạ. Bên trong hẻm núi, mặc dù nhìn thấy mấy trăm chim lạ vượt qua, lao ra khỏi hẻm núi lớn, khuôn mặt Hoàng Quốc Hoa không có chút biến hóa nào, ngược lại, khóe miệng lướt qua một tia lãnh khốc, nhìn thẳng phía trước hỏa lực bao trùm. Hắn không phải là người liều lĩnh, trước khi dẫn đầu đội vào biên giới, hắn đã nhận được những tin tức mới nhất, viện quân đã đến. Mấy trăm chim lạ này, cứ giao cho người kia đi. Trên trực thăng, một bóng người giống như đột nhiên xuất hiện nhảy xuống. Đứng trước biên giới núi Cường Lạp, đàn chim lạ phô thiên cái địa dương cánh thét chỏi tai mà đến, mắt thấy muốn cắn nghiền ép anh. Giữa tốc độ ánh sáng, Sở Trần vung tay lên, trong nháy mắt, trong nắm ngón tay Sở Trần, vô số kim bạc dày đặc bay ra. Giống như trong đêm tối bỗng nhiên bạo phát ra từng đạo laser màu bạc. Vèo, vèo, vèo. Vèo, con chim lạ xông lên phía trước hét lên vỗ cánh vỗ loạn, sau đó rơi xuống đất.
Sở Trần không có lãng phí một cây kim bạc, ở trong nguyên thần cường đại của anh bao vây, mỗi một con chim lạ hành tung đều ở trong tay anh khống chế. Kết quả là, Sở Nhất Trâm, giáng xuống biên giới. Một châm một con chim lạ, mỗi một lần Sở Trần phất tay, đều kèm theo rất nhiều chim lạ kêu thảm thiết rơi xuống đất. Một màn này bị các chiến sĩ thủ hộ biên giới nhìn vào trong mắt, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Lúc đàn chim lạ tới gần, bọn họ đã chuẩn bị phòng ngự tốt, lại không nghĩ tới, mấy trăm chim lạ thế đến hùng hổ này, thậm chí ngay cả dãy giụa cũng không có, trực tiếp bị một người diệt sát. Máy bay không người lái cũng ghi lại rõ ràng thao tác thần kỳ này. Một nền tảng xã hội quốc tế, từ trận chiến núi Trùy Hằng đến trận hẻm núi lớn, cuối cùng đến khi đàn chim lạ sắp vượt qua biên giới núi Cường Lạp, sức nóng ngày càng cao, sau đó, một video kích nổ toàn bộ nền tảng. Sự dũng mãnh phi thường của Bạch Tiêu Vân đã chấn động lòng người, lúc này, một thanh niên xuất hiện, trực tiếp lật đổ nhận thức trong lòng bọn họ. Đàn chim lạ cường đại, trước mặt những người trẻ tuổi, giống như giấy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, vị thanh niên này là ai, thực lực cũng không khỏi quá mức khủng bố đi, trong lúc phất tay, mấy trám con chim lạ cứ như vậy không còn. Trong tay hắn, là cầm vũ khí laser, phải không? Ai có thể cho tôi biết đây là loại vũ khí laser nào không? Tuy nhiên, có một hình ảnh đột nhiên kéo gần, cận cảnh lòng bàn tay của Sở Thần. Cảnh quay này, ước chừng khiến người ta có loại cảm giác tim ngừng đập một phút. Sau đó bạo phát, tôi xoa một chút, đây là kim bạc. Trời a, da gà của tôi đều dựng lên, một cây kim bạc như vậy, toàn bộ dựa vào lực đạn hoặc sức mạnh cổ tay, trong nháy mắt, đã khiến mấy trăm chim lạ toàn quân bị diệt, hắn là ai? Đây có phải là lính đặc chủng Hoa Hạ không? Tôi là người Dương Thành, bạn bè Hoa Hạ xin tránh một chút, tôi phổ biến cho bạn bè nước ngoài một chút. Vị này là bác sĩ dân gian của Dương Thành chúng tôi, người ta gọi là Sở Nhất Trâm, có thể trị người, cũng có thể giết chim. Sở Nhất Trâm thật giỏi, cho dù đối mặt với đàn chim lạ đáng sợ như vậy, cũng là một mũi châm giải quyết. Có gì có thể khiến Sở Nhất Trâm dùng châm thứ hai không? Trên tuyến biên giới núi Cường Lạp, gió lớn thổi mạnh. Khuôn mặt Sở Trần lãnh khốc, sau khi đánh chết mấy trăm con chim lạ, thân ảnh Sở Trần trực tiếp đi về phía hẻm núi cốc. Anh đến, chính là muốn hỏa tốc chấm dứt trận chiến này. May mắn sau khi có Tàng Thiên Bối, Sở Trần vì thuận tiện, cắt giữ không ít kim bạc, những kim bạc này, một cái hộp đều gần trám cái, bên trong Tàng Thiên Bối của Sở Trần, hộp kim bạc trồng chất, vừa vặn chiếm cứ một góc không gian nhỏ, nếu như sử dụng toàn bộ, không có một vạn cũng có 8.000. Thấy Sở Trần đi vào hẻm núi cốc, thần sắc Hoàng Quốc Hoa theo bản năng hiện lên một trận kinh ngạc. Hắn biết Sở Trần tới, thế nhưng, hắn không nghĩ tới, Sở Trần sẽ nhanh như vậy liền tiến vào hẻm núi cốc. Còn đàn chim lạ bên ngoài thì sao? Hoàng Quốc Hoa còn chưa kịp hỏi, thân ảnh Sở Trần đã lướt qua các chiến sĩ, đồng thời, lòng bàn tay cầm gần trăm cái kim bạc, đột nhiên ném về phía trước. Kim bạc phá không mang theo khí tức đoạt mạng, Bạch Tiêu Vân cảm giác mình sắp kiên trì không nổi nữa. Mí mắt có chút mông lung. Hắn triệt để giết đến đỏ mắt, không có một khắc nghĩ tới muốn lui lại. Thậm chí hắn căn bản không nghe thấy chiến sĩ phía sau hô to để cho hắn rút lui, kiên trì đến thời điểm cuối cùng, Bạch Tiêu Vân dựa vào bản năng giết địch. Nhưng mà, ngay khi Bạch Tiêu Vân cầm chủy thủ nhận lấy từ trong tay một chiến sĩ ám sát chim lạ, đàn chim lạ trước mắt lại đột nhiên ngã xuống đất. Phía trước nhất thời trống trải hơn rất nhiều. Bạch Tiêu Vân có chút bối rối, một lúc lâu sau đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại. Một đạo thân ảnh cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, kim bạc trong lòng bàn tay lần nữa vung lên, một động tác nhìn như dễ dàng, lại khiến vô số chim lạ ngã xuống đất. Sở Trần, Bạch Tiêu Vân theo bản năng hô to một tiếng, thân thể cũng mãnh liệt run lên. Sở Trần trước khi đến, cũng nghe nói về sự dũng cảm bất khả chiến bại của Bạch Tiêu Vân, Bạch Đại Hiệp, vất vả rồi. Bạch Tiêu Vân nhất thời nước mắt lưng tròng. Hắn dốc hết toàn lực, vì bảo vệ biên giới, là được công nhận. Bạch Tiêu Vân nhếch miệng cười, thân thể càng thẳng đột nhiên thư giãn xuống, lẳng lặng ngồi trên mặt đất. Sở Trần đến rồi, chiến dịch hẻm núi lớn, cũng nên kết thúc. Tiểu Cao, mở to hai mắt, xem cái gì mới là sức mạnh tác chiến một mình mạnh nhất nhân loại. Cao Vĩ đã sớm không chớp mắt nhìn Sở Trần. Hắn đã thấy rồi, hắn thấy, đây quả thực là thao tác thần kỳ đến không còn cách nào làm lại. Bọn họ giết chim lạ, là đang liều mạng. Sở Trần giết chim lạ, đó là một loại tài năng, giống như tác phẩm nghệ thuật, tùy ý sử dụng sức mạnh, đàn chim lạ liền hét lên rồi ngã gục.
Rõ ràng chim lạ vừa rồi bọn họ đối phó cực kỳ dũng mãnh, ở trước mặt Sở Trần, từng mũi một, yếu đến mức giống như gà con. Một vài ánh mắt xung quanh cũng ngây ngốc vào lúc này. Nếu như không phải có chiến dịch núi Trùy Hằng và chiến dịch hẻm núi Cốc làm tham khảo, bọn họ biết thực lực đáng sợ của đàn chim lạ, nếu không, bọn họ thậm chí sẽ sinh ra một loại ảo giác đàn chim lạ rất yếu, mấy ảo giác chính mình cũng có thể đi lên giết chết. Lúc C này, danh tính của thanh niên này cũng đã được truyền đi. Hắn tên là Sở Trần, người ta gọi là Sở Nhất Trâm, một vị bác sĩ dân gian hoa hạ. Ngay cả Sở Trần cũng không ngờ, bởi vì một phen thao tác này của anh, làm cho danh hiệu Sở Nhất Trâm của anh, từ y quán liễu ra, đi ra thế giới. Bên trong rừng rậm ở đầu bên kia, khi biết được mấy trám con chim lạ đã thành công vượt qua hẻm núi Cốc, khuôn mặt Sepsky toát ra ý cười vô cùng chờ mong. Hắn nhìn Giang Ánh Đào, tối nay trường hợp như vậy, vốn không nên dẫn theo một tù binh trước khi chiến đấu chấm dứt, nhưng mà, Sepsky vừa nghĩ đến, đợi chiến dịch chấm dứt, sau khi đàn chim lạ tràn qua biên giới núi Cường Lạp, hắn còn có thể mang theo tâm tình sung sướng, hưởng thụ tù binh này, cái loại tư vị này, nhất định cực kỳ sảng khoái. Khóe miệng Sepsky nhếch lên, nếu không có gì ngoài ý muốn, xảy ra chuyện rồi. Thần sắc môn âm trầm cắt đứt thanh âm của Sepsky, hoa hạ có một vị cường giả tới, chém giết mấy trám chim lạ vượt qua hẻm núi Cốc của ta. Sepsky kinh ngạc, nhíu mày, có biết thân phận của đối phương không? Môn lắc đầu, có người xông tới ở phía xa. Một trong những thành viên của nhóm chiến đấu gen của Cục Hỏa Thần, chàng trai trẻ, Davis. Có một vị bác sĩ hoa hạ xuất hiện, kim bạc trong tay giống như tà thuật, thần kỳ, đàn chim lạ bị hắn công kích, thương vong hơn phân nửa. Ngữ khí của Davis vội vàng, hoàn toàn không còn cảm xúc ngạo mạn lúc trước khi chờ đợi điều tra viên hoa hạ xuất hiện ở trên cao núi Cường Lạp. Hắn chứng kiến màn biểu diễn thần kỳ của Sở Nhất Trâm hoa hạ, giờ này khắc này, cả người đều bị vây trong trạng thái cực kỳ chấn động. Bác sĩ hoa hạ, Sở Nhất Trâm, thần sắc Sepsky hiện lên một trận mơ hồ, cục đặc chiến từ khi nào xuất hiện một vị cường giả như vậy? Môn đột nhiên nói, hắn họ Sở, ánh mắt Sepsky đột nhiên lướt qua một đạo hàn quang, Sở Môn Tam Kiệt, cho tới nay, được Cục Hỏa Thần coi là chướng ngại lớn nhất. Sepsky lập tức kết luận, vị Sở thần bí hoa hạ này nhất định có liên quan đến Sở Môn Tam Kiệt. Không nghĩ tới, biên giới núi Cường Lạp, cục đặc chiến lại còn có một con át chủ bài như vậy. Tầm mắt Sepsky lạnh lùng híp lại, có thể trong thời gian ngắn, như vậy liên tiếp oanh giết đàn chim lạ, thực lực của người này, chắc là khí tức cảnh. Davis, tập hợp các chiến sĩ lại. Sepsky lạnh lùng ra lệnh, chuẩn bị tiến vào hẻm núi lớn. Hắn quyết định, muốn ở trong hẻm núi lớn, cùng vị bác sĩ hoa hạ này, đại quyết chiến một hồi. Nếu như có thể làm cho cục đặc chiến tổn thất một khí tức cảnh, vậy không thể nghi ngờ chính là thắng lợi lớn nhất của trận chiến này. Sau khi Davis lĩnh mệnh xuống, Sepsky nhìn về phía môn, chuẩn bị khống chế chim lạ, tiêu diệt tất cả máy bay không người lái trong hẻm núi lớn. Tuy rằng hắn rất muốn thể hiện uy phong của Cục Hỏa Thần, nhưng khi bác sĩ hoa hạ đối phó với đàn chim lạ, bọn họ xuất hiện giúp đỡ đàn chim lạ đối phó bác sĩ hoa hạ. Cảnh tượng như vậy một khi bị máy bay không người lái chụp được, đối với Cục Hỏa Thần mà nói, trong dư luận quốc tế, cực kỳ bất lợi. Môn gật đầu, không thành vấn đề, trước khi các ngươi chấm dứt chiến đấu, không có máy bay không người lái nào có thể bay vào hẻm núi. Tốt lắm, Sepsky tràn ngập chiến ý. Hắn cũng không nghĩ tới, chiến dịch tối nay, cuối cùng lại cần hắn tự mình ra tay giải quyết. Ngoài ra, giúp ta trông chừng tù binh này. Sepsky cười đùa, chờ ta trở lại, dẫn cô ta trở về, để cô ta cảm nhận một chút cường đại của ta. Giang Ánh Đào nhìn bóng lưng Sepsky rời đi. Con người lướt qua một trận châm biếm. Hắn chỉ sợ còn cán bản không biết kẻ địch mình sắp đối mặt cường đại cỡ nào. Anh là Môn, Giang Ánh Đào xoay mặt nhìn Môn, nghiêm túc mở miệng, tôi cho anh một lời khuyên, thừa dịp hiện tại, rời xa nơi này, Sepsky chắc chắn bại không thể nghi ngờ. Môn mang theo nón màu đen, đưa lưng về phía Giang Ánh Đào, không có đáp lại. Giang Ánh Đào nhẹ nhàng đứng lên, vừa muốn cất bước, phía trước liền truyền đến thanh âm của Môn. Nếu như cô không muốn lay thân làm thức ăn cho chim, liền ngoan ngoãn ở lại tại chỗ không được động đậy. Lời vừa dứt, trên bầu trời rừng rậm, hơn 10 con chim lạ xoay tròn dương cánh, phát ra thanh âm kỳ lạ. Hơn 10 con chim lạ này là con chim lạ cường đại nhất trong tay Môn có thể nắm giữ, mỗi một con thực lực của chúng đều tương đương với cấp độ võ đạo tổng sư của nhân loại. Ánh mắt lạnh như băng của chim lạ nhìn chằm chằm Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào có loại cảm giác sởn tóc gáy. Giật mình một cái,
lúc này quyết đoán ngồi xuống, được rồi, anh không nghe tôi khuyên, sớm muộn gì cũng hối hận. Giang Ánh Đào không chút lo lắng. Sau khi nghe thấy bác sĩ Hoa Hạ Sở Nhất Châm đến, Giang Ánh Đào hiểu được chuyện gì xảy ra. Người cô mong đợi đến rồi. Hẻm núi lớn, Sở Nhất Châm đại phát thần uy. Nhìn thi thể chim lạ chất đống như núi, ánh mắt Hoàng Quốc Hoa khó nén chấn động. Sau khi con đường võ giả đi tới một tầng thứ nhất định, có thể không thua kém sự kết tinh của nền Vãn Minh khoa học và công nghệ. Hoàng Quốc Hoa nín thở, loại tình huống tối nay, nếu như không có võ giả cường đại xuất hiện, dùng thủ đoạn văn minh khoa học kỹ thuật giải quyết, nhất định chính là các chiến sĩ biên giới liều chết ngăn cản đàn chim lạ xâm lấn, chờ máy bay chiến đấu trợ giúp, tác chiến trên cao, tiêu diệt đàn chim lạ. Nhưng hôm nay, một mình Sở Trần, uy lực của kim bạc trong tay đủ để sánh ngang với đạn pháo đặc chiến, đánh từng con chim lạ rơi xuống. Máy bay không người lái bay vòng quanh ở trên không. Trên một diễn đàn xã hội quốc tế, người Hoa Hạ sôi nổi. Vừa rồi ai kêu la lính đặc chủng Hoa Hạ không bằng nhóm Phạm Thiên không bằng cục hỏa thần, tự mình đứng ra đi. Hoa Hạ có lão tướng sĩ thần dũng, còn có thanh niên đặc chiến thần kỳ, ai dám xâm phạm. Những con chim kỳ này, thật sự có chút không có mắt, lại bay tới hướng này, đó không phải là tìm cái chết sao. Kỳ quái chính là, trước kia thời gian dài như vậy, cục hỏa thần cùng nhóm Phạm Thiên phụ trách truy kích chim lạ, vì sao chậm chạp không thấy bóng dáng. Bọn họ cố ý muốn nhìn đàn chim lạ vượt qua biên giới núi Cường Lạp. Lòng dạ đáng chém, ngay khi cư dân mạng bàn tán sôi nổi, dần dần, có người nhận ra điều gì đó không ổn. Kỳ lạ, tại sao một vài phút trôi qua, không có video hình ảnh hiện trường hẻm núi lớn xuất hiện. À, thật đúng là, thế nhưng, chiến dịch hẻm núi lớn rõ ràng còn chưa kết thúc. Có người muốn che đậy kết quả cuối cùng của trận hẻm núi lớn. Bên trong hẻm núi lớn, từng chiếc máy bay không người lái đã bị phá hủy bởi những con chim lạ. Thấy một màn này, Cao Vĩ ngạc nhiên thốt lên, có phải đàn chim lạ cảm thấy chiến bại quá mất mặt hay không, cho nên vội vàng đánh sập máy bay không người lái. Như vậy, ít nhất người bên ngoài không thể nhìn thấy tình huống thảm khốc khi chúng bị giết ngược. Tầm mắt Hoàng Quốc Hoa khẽ lạnh lùng híp lại. Sợ là cái đuôi hồ ly sắp lộ rồi. Quả nhiên, phía trước hẻm núi lớn, đàn chim lạ bỗng nhiên tản ra một con đường. Cuối đường, một tiểu đội đặc chiến chậm rãi đến gần. Dẫn đầu, cục hỏa thần, tổ trưởng tổ đặc chiến gen cấp S, Sevsky. Khi họ bước đi, những con chim lạ đã nhường chỗ cho họ. Tất cả mọi người trong hẻm núi lớn nhất thời hiểu ra. Đàn chim lạ, thì ra là cục hỏa thần đang thao túng. Tất cả những chuyện này, đều là cục hỏa thần đang tự biên tự diễn một hồi kịch hay a. À, đáng tiếc, bọn họ gặp phải, là Sở Nhất Châm. Trên hẻm núi cốc, đàn chim lạ giống như mây đen che trời, nhưng giờ phút này, chúng nó đều đã dừng công kích. Con người lạnh như báng cúi đầu nhìn xuống hẻm núi cốc, cũng có đôi mắt chim lạ rõ ràng toát ra thần sắc sợ hãi. Phía dưới, thân ảnh cao ngất thon dài giống như một chiến thần đứng sừng sững giữa trời đất, thủ hộ thần châu đại địa phía sau anh. Trước mặt hắn, Sevsky một thân trang bị chiến giáp, 20 chiến sĩ gen phía sau cũng xếp thành hàng, đi về phía trước, khí thế như núi, phảng phất muốn áp đảo Sở Trần. Sở Trần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đàn chim lạ trên cao, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Sevsky. Rất bất ngờ chứ, Sevsky mở miệng trước, tầm mắt lạnh như băng híp lại. Nhìn chằm chằm Sở Trần, năng lực của cục hỏa thần, các ngươi còn lâu mới có thể tưởng tượng được. Mượn một đám xúc sinh gây họa cho dân chúng án quốc vô tội, phần năng lực này, cục đặc chiến ta tự thẹn không bằng. Sở Trần nhìn chăm chú vào Sevsky. Căn cứ theo tin tức anh nhận được, Giang Ánh Đào mất tích khi điều tra chân tướng khi đàn chim lạ bị khống chế. Như vậy, rõ ràng, có liên quan đến cục hỏa thần trước mắt. Sở Trần đương nhiên sẽ không ngây thơ đến mức trực tiếp để cho Sevsky giao ra Giang Ánh Đào. Người trước mắt này nghe nói địa vị ở cục hỏa thần không thấp. Vậy thì, liền bắt trước đi. Sở Trần dẫn đầu xông lên. Đông đảo chiến sĩ biên giới Hoa Hạ phía sau nhìn về phía trước không chớp mắt. Thực lực của Sở Trần, bọn họ vừa mới biết được. Nhưng đối thủ của Sở Trần là một chiến đội gen đặc biệt do tổ trưởng cấp S xuất lĩnh. Đây có thể nói là một trong những đội ngũ chiến đấu tinh anh nhất cục hỏa thần. Một tổ trưởng cấp S, dưới sự gia trì của một đội ngũ chiến đấu như vậy, đã từng có chuyên gia phân tích qua, toàn cầu không có một lực lượng đòn binh nào có thể chống lại tổ hợp như vậy. Cao Vĩ cũng thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh, Bạch Gia Gia, ngài nói xem, bác sĩ Sở có thể thắng hay không? Bạch Tiêu Vân cả người đầy máu, nhưng, thương thế của hắn cũng không nặng, chỉ là kiệt lực nghiêm trọng, trên người đều là vết thương ngoài da,
thoạt nhìn có chút giật mình mà thôi. Lúc này hắn nhìn Cao Vĩ một cái, hiện tại tất cả mọi người đều gọi hắn là Bạch Đại Hiệp, tiểu tử này lại còn tiếp tục gọi Bạch Gia Gia. Vấn đề này của ngươi, thật sự là, Bạch Ích Vân lắc đầu, ngươi hẳn là hỏi, Sở Trần sẽ trong vòng bao nhiêu phút giải quyết chiến đấu. Nghe vậy, Cao Vĩ không khỏi hít sâu một hơi. Ý của Bạch Gia Gia là, bác sĩ Sở có thể một mình đánh bại kẻ địch trước mắt. Vậy hắn sẽ giải quyết trận chiến trong bao nhiêu phút? Cao Vĩ hỏi, ánh mắt Bạch Ích Vân nhìn chăm chú vào phía trước, ta không biết. Cao Vĩ, bên trong hẻm núi cốc bỗng nhiên nhấc lên một trận thanh âm kinh hô. Khi mọi người cho rằng bác sĩ Sở còn có thể dùng thủ đoạn công kích của Kim Bạc để tấn công đối thủ, bác sĩ Sở đột nhiên tay không xông về phía Sevsky. 20 thành viên tổ đặc chiến gen phía sau Sevsky nhanh chóng hình thành vây công Sở Trần. Bọn họ cũng không sợ hãi Kim Bạc của Sở Trần, trong mắt bọn họ, tổ đặc chiến gen quả thực chính là khắc tinh của Sở Trần, bởi vì bọn họ một thân chiến giáp, ngay cả khe hở cũng không có, chỉ cần bảo vệ ánh mắt của mình, Kim Bạc của Sở Trần căn bản không làm gì được bọn họ. Thậm chí, trong trường hợp này, bọn họ còn đeo kính bảo hộ để đảm bảo không có sai sót. Thanh âm kinh hồ của đám người đến từ một quyền của Sở Trần, đánh trúng lồng ngực của một thành viên đặc chiến gen, nhưng chiến giáp trên người đối phương không có chút vết lõm. Quyền của bác sĩ Sở, không làm gì được chiến giáp cục hỏa thần. Trong nháy mắt này khiến người ta thắt chặt tim, gắt gao mở to đôi mắt. Nhưng kế tiếp, sau khi Sở Trần buông tay xuất hiện một màn, khiến người ta nghẹn họng. Chiến giáp trên người thành viên đặc chiến gen không có chút hao tồn, nhưng lại trực tiếp ngã xuống đất, ầm một tiếng, không còn chút cảm giác. Sevsky cũng chấn động, chiến giáp hộ thể là một trong những tồn tại khiến kẻ địch đau đầu nhất trong tổ đặc chiến gen, nhưng giờ phút này, ở trước mặt người đàn ông trước mắt này, vẫn không đáng nhắc tới. Hắn thậm chí ngay cả phá hủy chiến giáp cũng không cần, liền đánh tan người bên trong chiến giáp. Còn có thành viên tổ đặc chiến gen không tin tà, ra sức xông lên. Sở Trần một quyền, cũng như thế, chiến giáp không tổn hại chút nào, nhưng người bên trong, lục phủ ngũ tạng vỡ. Am, không cần tốn nhiều công sức, đã có 10 thành viên tổ đặc chiến gen ngã xuống đất. Đều là một quyền, còn lại thần sắc mang theo hoảng sợ lui về phía sau. Ánh mắt Sevsky mang theo không thể tưởng tượng nổi, người đây là tà thuật gì. Sở Trần thân hình vĩ ngạn, nhìn chám chú vào Sevsky, thanh âm giống như sấm vang lên, công phu hoa hạ, cách không đánh người. Công phu hoa hạ, cách không đánh người, ánh mắt các chiến sĩ phía sau tràn ngập sùng bái. Khi Sở Trần đánh tan từng thành viên tổ đặc chiến gen này, trong đầu bọn họ cũng nhớ tới 4 chữ này, cách không đánh người. Chỉ là, trước kia chưa từng nghĩ tới chính là, cách không đánh người, lại thật sự tồn tại, hơn nữa còn cường đại nghịch thiên. Khuôn mặt Sevsky âm trầm, thân ảnh đột nhiên như điện, mãnh liệt phát động tấn công Sở Trần. Hoàng Quốc Hoa ở phía sau nhắc nhở Sở Trần, đọc tư liệu của Sevsky, Sevsky tổ trưởng cấp S cục hỏa thần, thực lực có thể so với võ giả khí tức cảnh, hắn, thanh âm của Hoàng Quốc Hoa đột nhiên dừng lại. Ngơ ngác nhìn về phía trước, hắn vốn tưởng rằng, Sở Trần sau khi giết 10 thành viên tổ đặc chiến gen, sẽ cùng Sevsky quyết đấu một trận đỉnh phong. Nhưng không nghĩ tới chính là, chỉ là trong lúc đối mặt, thân thể Sevsky liền bay ngang ra ngoài. Cùng 10 người lúc trước có một khác biệt tương đối nhỏ chính là, Sevsky tuy rằng bay ra ngoài, nhưng vẫn thở được, miễn cưỡng chống đỡ thân thể bò lên. Cao Vĩ trợn mắt há hốc mồm, tất cả chiến sĩ hoa hạ ở hẻm núi cốc đều khiếp sợ, sau đó bộc phát ra tiếng hò hét kích động. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, một tổ trưởng cấp S cục hỏa thần, sẽ không chịu nổi một kích như vậy. Cục đặc chiến cỏ bác sĩ Sở ở đây, chính là Trấn Quốc chiến thần, sau trận chiến tối nay. Còn có ai dám dễ dàng đến mạo phạm cục đặc chiến? Chiến thần, chiến thần, chiến thần, bên trong hẻm núi cốc, tiếng hô của chiến thần hội tụ thành sông, phá tan mây trời. Bên ngoài hẻm núi cốc, rất nhiều máy bay không người lái còn đang thử đột phá phong tỏa chim lạ, tiến vào hẻm núi, nhưng cuối cùng cũng không cách nào làm được. Khi tiếng chiến thần truyền ra, kinh thiên động địa, nội tâm của bọn họ càng thêm tò mò, giống như vô số con kiến đang bò, ngứa ngáy. Muốn biết bên trong hẻm núi cốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên trong hẻm núi lớn, khuôn mặt Sở Trần lãnh khốc, đã đi tới trước mặt Sevsky. Vẻ mặt Sevsky toát ra hoảng sợ nồng đậm, dưới khí tức áp bách của Sở Trần, lảo đảo ngồi trên mặt đất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đối thủ của mình tối nay sẽ cường đại đến mức này. Cục đặc chiến, từ khi nào lại xuất hiện một vị tồn tại vượt qua Sở môn tam kiệt như vậy? Ngươi không thể giết ta. Sevsky hoàn toàn hoảng hốt,
môi không ngừng phát run, hận không thể cho mình một cái bạt tai, vì sao phải chạy vào hẻm núi cốc đưa cừu vào miệng sói. Trong tay ta, có điều tra viên cục đặc chiến ngươi. Đôi mắt Sở Trần đột nhiên bắn ra lãnh quang lạnh như băng, cất bước đi lên, một cước giẫm lên ngực Sevsky, rõ ràng có thể nghe được âm thanh xương gãy. Sevsky kêu thảm thiết, trán toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gian nan mở mắt, đụng phải ánh mắt Sở Trần. Sở Trần cao cao tại thượng, nhìn xuống Sevsky, ngươi dùng sinh mệnh của điều tra viên cục đặc chiến để bắt ta, quả thực chính là đang làm nhục cục đặc chiến của chúng ta. Trong lòng Sevsky kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, lợi thế trong tay mình, lại không có bất kỳ giá trị gì. Đối phương thật sự không thèm để ý đến tính mạng của vị điều tra viên kia sao? Ta không tin, Sevsky cắn răng, ánh mắt phát ác, vậy để cho vị mỹ nữ điều tra viên kia, cùng chúng ta lên đường đi. Nếu muốn lên đường, chính ngươi lên là được, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi. Phía sau truyền đến một đạo thanh âm, Giang Ánh Đào bước nhanh tới, bên cạnh cô còn có đám người Tiêu Phong cùng Tư Đồ Tĩnh. Khuôn mặt Giang Ánh Đào mỉm cười nhìn Sở Trần, khuôn mặt lạnh lẽo như băng xương của Sở Trần trong nháy mắt hòa tan, khuôn mặt lạnh lùng toát ra tươi cười, chị Đào. Trong lòng Sở Trần, một tảng đá lớn rơi xuống, anh lo lắng nhất chính là an nguy của Giang Ánh Đào. Sau khi từ trực thăng xuống, Sở Trần một đường cường sát, ngay cả Sevsky cũng là một quyền đánh ngã, chính là vì tranh từng giây từng phút, cứu Giang Ánh Đào. Anh vốn định triệt để phá hủy ý chí của Sevsky. Lại đến ép hỏi tung tích của Giang Ánh Đào, vạn lần không nghĩ tới, Giang Ánh Đào chính mình trở về. Cô, Sevsky ghé mắt, hoàn toàn mơ hồ, hắn không có cách nào tin tưởng, Giang Ánh Đào lại có thể từ trong tay môn thoát được. Hắn hiểu rõ tính cách của môn, tính tình người này tàn bạo, giết người như ma, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha Giang Ánh Đào. Môn đã trốn thoát cùng đàn chim lạ của hắn. Giang Ánh Đào cười tủm tỉm mở miệng, rất tò mò vì sao hắn không giết tôi. Bởi vì tôi nói với anh ta, người đã đánh bại ngươi, là người bạn tốt của tôi, nếu hắn giết tôi, hắn sẽ bị truy sát điên cuồng không ngừng bởi người bạn tốt của tôi, vì mạng sống, hắn quyết định đế cho tôi đi, đế dành nhiều cơ hội sống cho chính mình. Mặt Sevsky như cho tàn, Sở Trần khóe miệng dương lên, tên kia ngược lại là một người thông minh. Sự thực cũng là như vậy, nếu như môn giết Giang Ánh Đào mới đi, mặc kệ hắn đi tới đâu, Sở Trần đều sẽ đuổi giết hắn. Về phần hiện tại, đàn chim lạ rút lui, Giang Ánh Đào bình an, Sở Trần quả thật không có hứng thú đuổi giết môn. Sở Trần cúi đầu, nhìn Sevsky. Sevsky nhất thời có loại cảm giác tử thần hàng lâm, linh hồn cả người đều run rẩy. Không đợi hắn cầu xin tha thứ, dưới chân Sở Trần đột nhiên phát lực, ánh mắt Sevsky gắt gao mở to, cắt đứt hơi thở. Nhìn thi thể của Sevsky, các chiến sĩ ở hẻm núi lớn có cảm giác như một giấc mơ. Tổ trưởng tổ đặc chiến gen cấp S của cục hỏa thần, lại ở trong hẻm núi lớn hoang vu này, bị một cước giẫm chết. Sở Trần giết hắn, đơn giản như giẫm chết một con kiến. Rất nhanh, bên trong hẻm núi lớn, vang lên một trận tiếng hoan hô. Không còn sự ngăn cản của đàn chim lạ, máy bay không người lái bên ngoài dần dần bay vào, những hình ảnh được chụp, gây sốc. Những con chim lạ để lại một đống xác chết, nhuộm đỏ dòng sông lớn này. Ra khỏi thi thế của đàn chim lạ. Còn có hơn 10 thi thể, mỗi người mặc chiến giáp. Cục hòa thần, chiến sĩ gen, có người kinh hồ, bọn họ cũng không biết tổ đặc chiến gen của cục hòa thần làm sao lại đột nhiên xuất hiện bên trong hẻm núi cốc, hơn nữa còn xuất hiện thương vong thảm trọng như vậy. Bao gồm Sevsky, cũng chết trận, chỉ còn lại vài thành viên tổ đặc chiến gen ngồi liệt trên mặt đất, có loại cảm giác kinh hồn chưa định. Trận chiến đã kết thúc, thế nhưng, hình ảnh đại chiến này kết thúc, để lại cho rất nhiều người nghi ngờ. Salaman tướng quân xuất lĩnh Phạm Thiên Tổ cũng xuất hiện ở hẻm núi cốc. Khi nhìn thấy thi thể của Sevsky, trong lòng Salaman cũng chấn động mãnh liệt, ánh mắt nhìn về phía đám người Sở Trần. Mối quan hệ của Sevsky với đàn chim lạ, Salaman biết. Hiện giờ Sevsky chết trận, đàn chim lạ rút lui, có ý nghĩa gì, Salaman càng thêm biết rõ, hắn một bên hạ lệnh truy tìm tung tích của đàn chim lạ, một bên dẫn người xông vào hẻm núi lớn, chính là muốn biết được sự tình đã xảy ra. Cục hỏa thần là người tốt, Hoàng Quốc Hoa đi ra đàm phán với Salaman, cảm thán nói, khi đàn chim lạ điên cuồng muốn trùng kích biên giới núi Cường Lạp, tiểu đội cục hỏa thần này không để ý đến an nguy cá nhân, ra sức đánh chết đàn chim lạ cuối cùng một tiểu đội 21 người, chỉ còn lại có mấy người. Hoàng Quốc Hoa thở dài một tiếng, khuôn mặt Salaman cố nén co giật, Sevsky,
cũng là người tốt. Hoàng Quốc Hoa mặc kệ vẻ mặt Salaman, trầm giọng mở miệng nói, cục hỏa thần ỏ, chiến dịch hẻm núi lớn tối nay anh dũng chiến đấu, chúng ta xuất phát từ ý tạ ơn, mời mấy người còn lại của tiểu đội gen này, cùng chúng ta trở về làm khách. Về phần nơi này, Hoàng Quốc Hoa chắp phiền Salaman tướng quân quét dọn chiến trường một chút. Ánh mắt Hoàng Quốc Hoa nhìn về phía mấy người còn lại của tiểu đội gen này, sắc mặt mấy người đồng thời biến đổi mạnh mẽ. Bọn họ phải trở thành tù nhân của cục đặc chiến. Mấy người đều cố nén kích động rút chân bỏ chạy, bởi vì bọn họ đều trong nháy mắt nhận ra mình bị theo dõi. Sở Trần híp cười, ta nghĩ, cục hỏa thần hẳn là sẽ hãnh diệt. Trong đầu mấy người đồng thời xẹt qua hình ảnh Sở Trần một cước giẫm chết Sevsky, nhất thời điên cuồng gật đầu. Chiến sĩ Hoa Hạ bắt đầu rút lui rời khỏi hẻm núi lớn. Sở Trần cùng Giang Ánh Đào cùng đoàn người đi. Tôi đã tưởng tượng nhiều cách để trở lại, thậm chí, theo cách của các người lính vô danh. Giang Ánh Đào cười nói, lại thế nào cũng thật không ngờ, lại sẽ là lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của nhóm Phạm Thiên, nghênh ngang, còn mang theo tù binh cục hỏa thần, trở về. Tư Đồ Tính thẳng tắp ngực, chị Đào, em cảm thấy cái eo của mình, trước nay chưa từng thẳng tắp. Giang Ánh Đào nhìn cô một cái, cách như vậy, cũng nhìn không ra cái gì nhấp nhô a. Tư Đồ Tính, khinh người quá đáng, Sở Trần nhìn không được yên lặng dùng khóe mắt nhìn lướt qua Giang Ánh Đào, cô quả thật cỏ khả nàng châm biếm Tư Đồ Tính. Bên trong hẻm núi lớn, nhóm Phạm Thiên nhìn theo thân ảnh đám người sò, Trần dần dần rời xa, cho đến khi biến mất không thấy. Cả người Akado giật mình phục hồi tinh thần lại, môi khẽ run rẩy, Salaman tướng quân, thực lực cục đặc chiến, làm sao có thể khủng bố như vậy? Salaman tướng quân nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Một lúc lâu sau, lắc đầu thỏ, dài một tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, trọng tâm của nhóm Phạm Thiên là tìm được đàn chim lạ bị đánh lui, không thể để chúng ỏ, lại ân quốc, còn có Salaman tướng quân dừng một chút, nhìn xa xa, thông báo cho các chiến sĩ gần biên giới. Thời gian gần đây, an phận một chút, đừng đi trêu chọc Hoa Hạ. Akado nhận thấy, khi ra lệnh cuối cùng, ánh mắt Sakaman rõ ràng toát ra sợ hãi. Tướng quân Salaman đang sợ hãi. Akado hít sâu một hơi, tuy rằng chưa từng thấy qua mặt tướng quân Salaman, nhưng mà, Akado rất hiểu, một màn trước mắt này, ai không sợ hãi. Cường đại như Sevsky cục hỏa thần, dĩ nhiên chết ở hẻm núi lớn này. Đàn chim lạ bị hoảng sợ bò chạy. Người khác không biết, nhưng bọn họ rất rõ ràng, đàn chim lạ, bản thân chính là cục hỏa thần một tay bày ra. Kết quả của trận chiến này, có thể nói, cục hỏa thần tổn thất thảm trọng. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc, nhìn thi thể chim lạ chất đống như núi, ánh mắt các thành viên nhóm Phạm Thiên không cách nào kìm hãm toát ra kiêng kỵ nồng đậm. Bên ngoài hẻm núi lớn, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Không rõ lý do, từ chiến dịch núi Trùy Hằng đến chiến dịch hẻm núi lớn. Cục hỏa thần hai lần xuất hiện, từ bây giờ hồi tưởng lại, có chút quỷ dị. Ân oán giữa cục hỏa thần và cục đặc chiến không ít, mọi người đều biết. Nhưng cục đặc chiến tối nay, lại mãnh liệt khen cục hỏa thần, còn mời người sống sót cục hỏa thần trỏ, về làm khách. Tôi làm sao cảm thấy có chút kỳ lạ. Tướng quân Salaman đi ra rồi, biểu hiện của hắn, có chút đáng để mọi người suy nghĩ. Tôi đột nhiên nghĩ tới video ban ngày kia, công khai âm mưu của nhóm Phạm Thiên. Bọn họ vốn muốn thông qua lợi dụng đám chim lạ này tạo thành quấy rối cho biên giới Hoa Hạ, tuy rằng chiến dịch núi Trùy Hằng ít nhiều có thành phần bị ép buộc, nhưng khi chiến dịch hẻm núi lớn bắt đầu, tôi nghĩ, Salaman tướng quân hẳn là có chút chờ mong, nhưng hiện tại, sau khi Salaman tướng quân tiến vào hẻm núi lớn, đối mặt với cục đặc chiến Hoa Hạ, ngay cả rắm cũng không dám thả thêm một cái. Nhìn Sevsky đang nằm trên mặt đất kìa, hắn dám không? Có người nói ra những lời này. Người bên cạnh trong lòng đồng thời chấn động, liên tưởng đến cái gì, trên một nền tảng xã hội quốc tế. Cư dân mạng ID Mễ Quốc đồng loạt im lặng, chiến dịch núi Trùy Hằng, khi tổ đặc chiến gen của cục hỏa thần xuất hiện, bọn họ sôi trào, phấn chấn, kích động, hô to cục hỏa thần là lực lượng mạnh nhất thế giới. Trong nháy mắt, chiến dịch hẻm núi lớn là một cái đánh mạnh vào mặt. Toàn bộ tổ đặc chiến gen cơ hồ toàn quân bị diệt. Đổi lại, cư dân mạng ID Hoa Hạ đứng dậy. Vừa rồi ai nói lính đặc chủng Hoa Hạ tôi không có người, cho anh cơ hội nói lại một lần nữa. Đàn chim lạ ở trước mặt cường giả cục đặc chiến Hoa Hạ tôi, quả thực không chịu nổi một kích. Tôi từ hình ảnh hiện trường truyền đến ước tính một chút, bên trong hẻm núi lớn, thi thể của đàn chim lạ vượt xa một vạn. Người hồ to cục hỏa thần cùng nhóm Phạm Thiên vĩnh viễn là bạn tốt, yên lặng xóa bài viết của mình, ngược lại giơ cao cờ,
điên cuồng nhắn tin, cục đặc chiến cùng nhóm Phạm Thiên mãi mãi là hàng xóm tốt, bạn tốt. Ngay khi diễn đàn tràn ngập hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau, một bài viết xuất hiện, hoàn toàn kích nổ diễn đàn. Tiêu đề của bài viết vô cùng hấp dẫn, giả thiết, cục hỏa thần, nhóm Phạm Thiên cùng với đàn chim lạ, thuộc cùng một trận doanh. Nội dung từ sự xuất hiện của đàn chim lạ, nhóm Phạm Thiên cố ý không giết, cho phép chúng dần dần lớn mạnh, cuối cùng, chim lạ ngăn cản máy bay không người lái vào hẻm núi, và sau đó, cục hỏa thần xuất hiện một cách bí ẩn. Tôi lại to gan suy đoán một chút, ngay lúc đàn chim lạ phong tỏa hẻm núi lón, chính là lúc đàn chim lạ, cục hỏa thần cùng với nhóm Phạm Thiên ba phương hoàn toàn liên thủ đối phó cục đặc chiến Hoa Hạ, nhưng kết quả rõ ràng, bọn họ bại. Kết quả trực tiếp nhất là, đàn chim lạ rút lui, cục hỏa thần bị giết tại chỗ cùng với bị bắt làm tù binh, không dám đánh giám. Sự xuất hiện của bài viết đã làm dấy lên một làn sóng lớn. Giống như một tảng đá lớn rơi trên mặt hồ, trong nháy mắt nổi lên bọt nước ngút trời. Anh bạn này đang bị ảo tưởng rồi sao, đàn chim lạ, nhóm Phạm Thiên, cục hỏa thần, giữa ba người, anh nói cho tôi biết chúng liên minh như thế nào. Thế nhưng, từ kết quả xuất phát, lại đẩy ngược trỏ, về, quả thật có đạo lý nhất định. Đừng quên, nhóm Phạm Thiên vốn muốn thừa dịp sự kiện chim là cục đặc chiến, mà cục hỏa thần, vậy càng không cần nhiều lời, có cơ hội đối phó cục đặc chiến, tuyệt đối sẽ không buông tha. Về phần đàn chim lạ, trí tuệ của đàn chim lạ này, tối nay chúng ta cũng đã thấy rõ, bọn họ cùng nhóm Phạm Thiên cùng cục hỏa thần đạt được sự đồng thuận, nhất định có cầu nối giao tiếp. Phi, cũng dám bôi nhỏ cục hỏa thần, anh muốn chuyện lớn xảy ra. Từ bài viết hot trên diễn đàn này có thể thấy, toàn cầu đang theo dõi hai trận đánh bùng nổ đêm nay. Không thể nghi ngờ, cục đặc chiến Hoa Hạ lại một lần nữa đánh ra uy danh hiển hách, về phần cục hỏa thần cùng nhỏ Phạm Thiên, chuyện giữa đám chim lạ, cục đặc chiến cũng không có đi nói, điều này ngược lại khiến người ta càng thêm tò mò thảo luận, chủ đề nóng trên toàn thế giới. Biên giới núi Cường Lạp, bên trong doanh trại Hoa Hạ. Tuy rằng vừa mới đánh một trận thắng chiến trở về, thế nhưng, Hoàng Quốc Hoa cũng không có lười biếng, sau khi trở về, lập tức bắt đầu bố trí, về việc táng cường phòng ngự biên giới núi Cường Lạp. Loại chuyện này Sở Trần đương nhiên không xen vào, anh đi tới gian phòng Bạch Tiêu Vân nghi ngơi. Vết thương của Bạch Tiêu Vân đã tiếp nhận trị liệu của quân y, hiện giờ đang nằm trên giường nghỉ ngơi, trận chiến đấu tối nay, Bạch Tiêu Vân bị thương, nói nặng không nặng, nói nhẹ cũng không tính là nhẹ, trên người hơn 10 vết thương, nếu để lại di chứng, rất khó trở lại đỉnh phong, chứ đừng nói là trùng kích khí tức cảnh. Bản thân Bạch Tiêu Vân cũng rõ, có điều tâm tình của hắn vẫn duy trì phấn chấn kích động. Tối nay, hắn cảm nhận được niềm vui của đại hiệp. Từ hẻm núi lớn rút về, dọc theo đường đi, mỗi một tiếng đại hiệp của các chiến sĩ đều có thể tăng thêm một phần vui sướng cho Bạch Tiêu Vân. Điều này càng củng cố quyết tâm thủ giữ biên giới của Bạch Tiêu Vân. Bạch đại hiệp, cảm thấy thế nào? Sở Trần mang đến một phần vui vẻ cho Bạch Tiêu Vân. Bạch Tiêu Vân thấy là Sở Trần tới, cố đứng dậy, Sở Trần ngán hắn lại, hơn nữa còn nói cho Bạch Tiêu Vân ý đồ của anh, không chỉ là cho anh một phần vui vẻ, mà còn muốn châm cứu cho hắn. Có Sở Trần ra tay, vết thương trên người Bạch Tiêu Vân đương nhiên không thành vấn đề. Nhiều lần cảm kích Sở Trần, Bạch Tiêu Vân nói thẳng, Sở Trần đã thay đổi cuộc đời của hắn, tuy rằng thay đổi này có chút muộn, hắn đã già, thế nhưng, người có chí không hỏi tuổi tác, bộ xương già này của hắn vĩnh viễn hiến cho biên giới. Sở Trần, tôi còn có một suy nghĩ. Bạch Tiêu Vân nói, tôi tin giới võ giả, nhất định có thể tìm được hiệp nghĩa cùng chí hướng với tôi. Tôi muốn tổ chức bọn họ lại, cùng nhau bảo vệ biên giới núi Cường Lạp. Sở Trần mỉm cười, đây là chuyện tốt, người có thể trực tiếp đi làm, nếu như gặp phải vấn đề nan giải gì, tùy thời có thể nói cho ta biết, ta đến xử lý. Dưới hoàn cảnh toàn cầu trước mắt, ngoại trừ khoa học kỹ thuật văn minh toàn diện phát huy ra, các quốc gia muốn nhanh chóng xử lý một vài hiện tượng loạn, nhất định phải có một lực lượng võ giả cường đại. Dù sao, linh khí toàn cầu tô phục, thực lực võ giả, sẽ càng ngày càng cường đại. Kinh thành, biệt thự Chu gia. Khi tin tức chiến thẳng trong trận hẻm núi lớn truyền về, Chu Khai Bình và lão tộc trưởng La Tân nhìn nhau, trên mặt đồng thời nở nụ cười. Tảng đá trong lòng cũng buồn xuống. Lão thủ trưởng, ngài nói đúng, Tiểu Trần là vũ khí trấn quốc của chúng ta. Sở Khai Bình cười lớn tiếng nói, mặc dù linh khí toàn cầu tô phục đột nhiên xuất hiện, nhưng chúng ta cỏ võ giả sức mạnh đứng đầu toàn cầu tỏa chấn. Sau trận chiến tối nay, bất kỳ thế lực nào muốn vượt qua biên giới Hoa Hạ của chúng ta đều phải cân nhắc. Không ai muốn khiêu khích kẻ địch mạnh như Sở Trần trong tình huống như vậy.
Vẻ mặt La Tân mỉm cười, tiểu tử này thật sự không chịu thua kém, lại có thể dùng cục hỏa thần lập uy, gián đe các thế lực lớn, mặc dù họ không trực tiếp nói về mối quan hệ giữa cục hỏa thần và đàn chim lạ, nhưng càng như vậy, càng khơi dậy sự tò mò của mọi người. Tiếp theo, chúng ta có thể đặt nhiều năng lượng hơn vào việc đối phó với một số chuyện trong nước, chẳng hạn như tiểu đội mạo hiểm trong thời gian gần đây. Đồng tử của Sở Khai Bình lập tức co rụt lại. Tiểu đội mạo hiểm mà Tiểu Trần bắt được ở thôn Hồng Miêu, sau nhiều vòng thẩm vấn, quả thật có thể thú nhận một số chuyện, nhưng cũng không có nhiều tác dụng. Sở Khai Bình nói, nhìn bề ngoài, rất nhiều thế gia hào môn và võ giả rất quan tâm đến các địa điểm liên quan đến thời đại chiến binh cổ đại xuất hiện ở nhiều nơi. Bọn họ sẵn sàng bỏ tiền ra để lấy bảo vật, để thị trường này nhanh chóng hình thành. Điều này khiến các nhà thám hiểm phát cuồng, ví dụ như phiến đá hồng thần ỏ, làng Hồng Miêu, giá trị không rõ, nhưng kim chủ đằng sau trả giá nám triệu. Thật điên rồ, La Tân thở dài, tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, trên khắp đất nước quả thật đã xuất hiện rất nhiều thứ, không ít thứ đã được cất giữ trong kho của cục đặc chiến, rất nhiều ngọn núi nổi tiếng, lưu vực sống núi, cổ tháp nghìn nám và những nơi khác đã xuất hiện trở lại trên thế giới vì linh khí toàn cầu tô phục. Chính vì điều này mà nhiệm vụ của cục đặc chiến chúng ta thậm chí còn nặng nề hơn. Vẻ mặt của La Tân rất nghiêm trọng, thứ nhất, tiểu mạo hiểm để đạt được mục đích, vô đạo đức, một số thậm chí còn giết người vô tội, thứ hai, tiểu đội mạo hiểm vì tranh đoạt bảo vật mà chém giết, thứ ba, càng nhiều danh lam thắng cảnh, địa điểm ván hóa càng nổi tiếng, càng lưu truyền nhiều địa điểm thần thoại, càng dễ dàng xuất hiện di tích của thời đại chiến binh cổ đại. Nhiệm vụ của cục đặc chiến chúng ta không chỉ là duy trì sự ổn định của địa phương, an toàn của người dân, mà còn là trách nhiệm nặng nề của việc bảo vệ các địa điểm văn minh của chúng ta. Không thể để tiểu đội mạo hiểm điên rồ này phá hủy nền văn minh của chúng ta. Sở Khai Bình thở dài một hơi, lão thủ trưởng, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Ngoài ra, có một vấn đề khác, là tôi đã đề cập với ngài trước đây, vấn đề đại dương. Vẻ mặt của La Tân rất nghiêm trọng, đừng quên, phạm vi đại dương của trái đất rộng hơn đất liền rất nhiều, ngay cả đất liền cũng đã trải qua một sự bất thường lớn như vậy. Phạm vi đại dương, không có sự can thiệp của tiểu đội mạo hiểm, người hưởng lợi lớn nhất của linh khí toàn cầu tô phục là sinh vật biển. Ta đã biết, thời gian gần đây, trên thế giới, đã có rất nhiều sự cố tàu thuyền bị sinh vật biển bao vây, cũng như các cảng lớn, bến cảng và những nơi khác, đã bị sinh vật biển tấn công, kỳ lạ là. Gần biển Hoa Hạ chúng ta, hiện tượng này ngày càng ít đi, ta có chút lo lắng, không cần phải lo lắng. Nhắc đến đây, trên mặt Sở Khai Bình hiện lên nụ cười, khu vực biển Hoa Hạ ổn định, bởi vì mấy ngày qua Thiên Võng Điện có một người đang chiến đấu ở vùng biển, hắn tên là Giang Khúc Phong. Giang Khúc Phong, La Tân sững sờ, ta có ấn tượng về người này, hắn từ trước đến nay ngôn từ không tùy tiện, làm việc thận trọng, không nghĩ đến, thân mang trọng trách, chiến đấu trên biển. Xứng đáng là người con Hoa Hạ ta. La Tân giơ ngón tay cái. Không tiếc tán thưởng, ngày hôm sau mặt trời mọc phía đông. Gió trên núi Cường Lạp rất mạnh, các chiến sĩ có tinh thần cao độ, canh giữ biên cương. Sở Trần tìm được Giang Anh Đào và Tư Tĩnh ở một chỗ khuất gió. Chị Đào, Tĩnh Nhi, chào buổi sáng. Sở Trần mỉm cười bước lên phía trước. Hai cô gái ngồi trên tảng đá, Tư Tĩnh ngồi khoanh đầu, trên đùi cầm một quyển sổ, mười ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím. Giang Anh Đào ngồi một bên, một đôi mắt hoa đào rơi vào trên người Sở Trần, khuôn mặt thanh tú em cười, Sở Nhất Châm Hoa Hạ chúng ta đến rồi. Khỏe miệng sỏ, thần giật nhẹ. Lúc rạng sáng, anh cũng cầm điện thoại lên, mới biết cái tên Sở Nhất Châm của mình rất phổ biến trên mạng. Rất nhiều đoạn video về trận chiến đêm qua đang lan truyền rầm rộ. Trong thời đại thông tin này, tin tức truyền đi quá nhanh. Đặc biệt là ở Dương Thành và những nơi khác. Khi họ nhìn thấy sự đàn áp của những con chim lạ, thực ra đó là bác sĩ Sở Trần Sở Nhất Châm người khám bệnh miễn phí tại y quán Liễu Gia vào mỗi chiều thứ sáu. Tất cả đều sững sờ, sau đó ngây người, hưng phấn, sùng bái, vội vàng nói với nhau. Sở đội, anh lại hot rồi. Tư Đồ Tĩnh ngẩng đầu lên cười nói, tuy nhiên, anh phải cảm ơn tôi, đêm qua tôi thức cả đêm, ra lệnh, huy động đầy đủ đội ngũ của tôi, chiến đấu với đối phương, làm cho trận pháp thuật của anh trở nên trọn vẹn nhất. Bây giờ, ai mà không biết Sở Nhất Châm Hoa Hạ. Tôi cảm ơn cô, Sở Trần liếc mắt nhìn Tư Đồ Tĩnh. Lúc vừa dậy anh nhìn thấy một bình luận, Sở Nhất Châm giết chim là một châm, giết địch là một châm, cứu người cũng là châm, vậy cái kia, cũng sẽ là một châm xong việc sao? Giang Anh Đào nhìn thấy điều gì đó từ biểu cảm của Sở Trần, không nhịn được, tôi nghĩ danh hiệu Sở Nhất Châm khá khí phách.
Sở Trần rất tức giận, tin hay không, tôi sẽ cho chị một cây châm. Giang Anh Đào cười điên cuồng, cô mới không tin, hai người quá quen thuộc, Sở Trần biết mình không thể hù dọa chị Đào nên chỉ có thể từ bỏ, ngồi dậy, liếc nhìn màn hình laptop của Tư Đồ Tĩnh, anh hùng bàn phím, đang làm gì vậy? Chu Trần biết kỹ năng của Tư Đồ Tĩnh, vốn dĩ cô là một hacker có thiên phú cường đại, sau nhiều lần gặp gỡ, cô đã trở thành thành viên đội trinh sát của cục đặc chiến. Tôi hiện tại đang làm chuyện chính sự, Tư Đồ Tĩnh nói, tôi đang làm một tài liệu, thống kê các sự kiện đột biến đã xảy ra trên khắp thế giới trong thời gian gần đây chắc chắn sẽ giúp ích cho công việc tiếp theo của cục đặc chiến. Sở Trần gật đầu, các sự kiện đột biến toàn cầu diễn ra thường xuyên, không chỉ vùng đất Thần Châu, mà những nơi còn lại chắc chắn sẽ có tàn tích của thời đại chiến binh cổ đại, Sở Trần đột nhiên có một ý tưởng. Nếu những kho báu nổi lên từ những tàn tích này đã bị đạo tặc Hỏa Yến trộm, Sở Trần đột nhiên có hứng thú. Dù sao mình sắp gặp Liễu Tỷ Tỷ, đến lúc đó, anh thật sự có thể cân nhắc một phen. Cũng không thể, để người khác nghĩ về những điều trên chính mảnh đất của mình. Nên ra tay liền ra tay. Tính nhi, trong thời gian này, những bất thường tương tự như sự kiện chim lạ xảy ra trên khắp thế giới là gì? Sở Thần tò mò hỏi, ngoại trừ sự kiện chim lạ và sự cố biến dị kiến độc, Sở Trần không biết gì khác. Vậy thì nhiều, 10 ngón tay Tư Đồ Tĩnh vừa gồ bàn phím vừa nói, ví dụ như ở một quốc gia ở châu Phi, có một cuộc bạo loạn voi, hàng trăm con voi dường như bị kích thích bởi một loại kích thích nào đó, điên cuồng xông vào các thị trấn gần đó, cuối cùng bị bắn chết. Còn có một hồ nước nổi tiếng ở châu Âu, nước hồ bốc hơi chỉ sau một đêm, kỳ lạ thay, kể cả các sinh vật trong hồ, tất cả đều biến mất. Sự xuất hiện của vũ khí ma thuật được coi là có nguồn gốc từ thần thoại và truyền thuyết cổ đại ở Ai Cập đã thu hút sự chú ý của nhiều bên. Đồng bằng châu Mỹ, một nơi hoang vắng, xuất hiện một cách kỳ diệu một con đường mà không ai có thể đi đến cuối cùng. Tứ Đồ Tĩnh thuộc như lòng bàn tay, nói lại một số chuyện biến dị xảy ra trên khắp thế giới trong thời gian gần đây. Ánh mắt Sở Trần thỉnh thoảng sáng lên, trong lòng anh có chút suy nghĩ. Đương nhiên, những ý tưởng này chỉ có thể được thực hiện sau khi gặp Liễu Tỷ Tỷ. Các ví dụ tôi đã liệt kê, đều tất cả các ví dụ bên ngoài Hoa Hạ. Tư Đồ Tĩnh cho biết, theo thống kê, toàn bộ vùng đất Hoa Hạ trong thời gian gần đây đã trải qua nhiều biến động hơn tất cả những nơi khác trên thế giới cộng lại. Sở Trần mỉm cười, cũng không lo lắng, điều này chỉ cho thấy Hoa Hạ là nơi rực rỡ nhất trong thời đại võ giả cổ đại. Tôi ngày càng tin, rất nhiều truyền thuyết cổ đại là có thật. Giang Anh Đào nói, ví dụ như cảnh cậu rơi từ trên trời xuống trên trực thăng đêm qua, nếu đặt vào thời đại võ giả cổ đại, chắc chắn sẽ là truyền thuyết bay từ trên trời xuống. Tiên bay từ trên trời xuống, nghe ngược lại thật không tệ. Sở Trần cũng thích hình dung này, nhưng đáng tiếc, thứ hiện đang lan truyền khắp thế giới chính là Sở Nhất Châm. Thật tầm thường, Tư Đồ Tĩnh buột miệng thốt ra, tiên bay từ trên trời xuống Sở Nhất Châm. Sở Trần đột nhiên cảm giác được tiên bay từ trên trời xuống không còn thơm nữa. Sau bữa trưa, Sở Trần chuẩn bị nói lời tạm biệt với Giang Anh Đảo. Như Tư Đồ Tĩnh nói, trong thời gian gần đây ở Hoa Hạ có nhiều sự cố đột biến hơn tất cả các nơi trên thế giới cộng lại, người của cục đặc chiến không có thời gian để thư giãn. Sở Trần là một tồn tại đặc biệt trong cục đặc chiến. Anh không có bất kỳ nhiệm vụ nào trên người, nhưng nếu có bất kỳ nhiệm vụ nào khác xảy ra không thể kiểm soát, Sở Trần sẽ vội vàng hỗ trợ càng sớm càng tốt. Sở Trần hy vọng hậu đài cục đặc chiến của mình sẽ không bao giờ xuất hiện tin tức, điều đó có nghĩa là mọi thứ sau đó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cục đặc chiến. Nơi Sở Trần và Giang Anh Đào tách ra chính là sân bay. Đội điều tra tổ 9 chuẩn bị đi nhiệm vụ tiếp theo, Sở Trần lên máy bay trở về Kinh Thành. Trên máy bay, ánh mắt tiếp viên hàng không nhìn Sở Trần càng nóng hơn. Khi đến đây, cô chỉ nhìn thân phận của Sở Trần, nhưng chỉ sau một đêm, Sở Nhất Kim đã nổi tiếng khắp nơi trên mạng, điều này khiến cô cảm nhận sâu sắc sức mạnh của đại thiếu gia. Nếu có thể, cô sẵn sàng thử cách riêng của mình, để cu, dân mạng xem bác sĩ thần thánh Hoa Hạ Sở Nhất Châm cỏ thực sự là một châm liền giải quyết hay không. Thật không may, cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, đại thiếu gia trên máy bay không thực hiện bất kỳ động tác nào, hành trình trên đường đi là nhắm mắt và hồi phục. Điều mà vài tiếp viên hàng không biết là động tác nhỏ của bọn họ đều bị Sở Trần nhìn thấy. Trên đường từ biên giới núi Cường Lạp trở về Kinh Thành, Sở Trần đang tu luyện khuy thiên thuật, nhất thời, Sở Trần nhìn thấy vài tiếp viên hàng không thông qua khuy thiên thuật, bọn họ đang nhìn trộm về phía anh, phi lễ chớ nhìn, Sở Thần giả vờ không biết. Sau khi rời khỏi sân bay Bắc Kinh, Sở Trần trực tiếp về nhà.
Trên đường đi, Sở Trần cũng liên lạc với Liễu Như Nhạn, hai người hẹn trước, ba ngày sau, bọn họ gặp nhau ở sân bay Dương Thành, sau đó cùng nhau đến núi Lang Cư Tư. Sở Trần cũng rất tò mò không biết loại người nào, thế lực nào rốt cuộc đã đánh cắp tên của đạo tặc Hỏa Yến cướp bóc di tích văn hóa được khai quật ở núi Lang Cư Tư. Bọn họ sợ không biết, cho nên sẽ khiêu khích một vị nữ Bồ Tát. Ngay khi Sở Trần trở về Sở gia, liền gặp lão thủ trưởng La Tân, bị lão thủ trưởng đưa đi để thảo luận về những khó khăn mà cục đặc chiến gặp phải. Khi trở lại, đã hơn 11 giờ tối. Thân thể Sở Trần nồng nặc mùi rượu. Cuộc thảo luận giữa anh và vị lão thủ trưởng là đang trên bàn rượu. Sau khi tắm xong, Sở Trần nằm trên ghế sofa, Tống Nhan nhẹ nhàng xoa bóp cho anh, đồng thời cười chế giễu, tối hôm qua vừa xuất phát, tối nay vội vã trở về, anh thật sự là anh hùng cứu hỏa thật sự. Sở Trần lật người, đè Tống Nhan dưới người mình, vậy thì em là anh hùng cứu hỏa của anh hùng cứu hỏa A, ngọn lửa trên người liền giao cho bạn. Trong 3 ngày tiếp theo, Sở Trần không dám thả lỏng một ngày, mỗi ngày đều cố gắng hết sức, toàn tâm toàn ý tu luyện cùng Tống Nhan, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau leo lên đỉnh núi. Khi đại đa số ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào những biến hóa do linh khí toàn cầu tô phục gây ra, Sở Trần quan tâm đến lại khác, anh nghĩ đến tần giới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nếu như khi lối đi giữa tần giới và trái đất được mở lại, người tần giới đến, ý đồ xấu xa, liệu anh, với tư cách là người mạnh nhất trên trái đất hiện nay, có thể chống lại không? Mỗi lần nghĩ đến câu hỏi này vào đêm khuya, Sở Trần không khỏi ôm Tống Nhan bên cạnh luyện tập một tuần. Sáng sớm Sở ra, máy bay của Sở Trần đến Dương Thành là 12 giờ trưa, lần này không phải là trường hợp khẩn cấp, Sở Trần cũng không quen với việc bị chị em theo dõi trên không. Cho nên đương nhiên anh không lựa chọn đi chuyên cơ. Tống Nhan đích thân chở Sở Trần ra sân bay, nói cho anh một tin tốt. Khuôn mặt Tống Nhan xinh đẹp rạng rỡ, khuôn mặt quyến rũ mềm mại như có nước chảy ra, vừa mới có tin tức vừa rồi quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc giải độc của chúng ta đã có bước đột phá, chẳng mấy chốc thành phẩm sẽ ra mắt. Vậy quá tốt rồi, Sở Trần rất vui vẻ, trong lúc rảnh rỗi hai ngày này, Sở Trần đã học được một điều trong quá trình liên lạc với nhị thúc Sở Khai Bình và La lão thủ trưởng, chuyện tương tự như sự cố kiến độc ỏ kiềm địa đã nổ ra khắp thế giới, một yếu tố rất quan trọng là độc. Các công ty dược phẩm lớn đang tiến hành nghiên cứu chuyên sâu để tìm kiếm các loại thuốc cỏ độc tính cao. Nếu thuốc giải độc có thể được đưa ra kịp thời, chắc chắn sẽ là một chuyện tốt. Thuốc giải độc Bắc Trần, chắc chắn sẽ mang đến cho thế giới một bất ngờ lớn. Bà xã, em thật giỏi. Sở Trần nóng lòng muốn ôm mặt Tống Nhan mãnh liệt hôn cô. Mặt Tống Nhan đỏ lên, cô luôn cảm thấy lời nói của Sở Trần không đúng đắn. Trong đầu vô thức nghĩ đến sự điên cuồng 3 ngày qua, tai Tống Nhan đỏ bừng. Thấy vậy, Sở Trần vừa muốn nói gì đó với Tống Nhan thì điện thoại reo lên. Cầm lên xem, điện thoại của nhị thúc Sở Khai Bình. Trong lòng Sở Trần chợt lóe lên. Chẳng lẽ vào thời điểm này lại xảy ra chuyện sao, cẩn thận kết nối điện thoại của nhị thúc Sở Khai Bình. Những ngày này, chuyện cuối cùng Sở Trần không nguyện ý nhất chính là cuộc gọi của nhị thúc, một khi cuộc gọi này được kết nối, 9 lần trong số mọi y lần không có chuyện tốt. Lần này, chắc chắn sẽ không ngoại lệ. Nhị thúc, cháu vừa đến sân bay. Sở Trần chủ động nói. Sở Khai Bình sững sờ một lát, lập tức hiểu ý của Sở Trần, yên tâm, tình hình hiện tại ổn định, không có chỗ nào cần chữa cháy. Vậy cháu thực sự yên tâm rồi, Sở Trần nghĩ thầm. Trên mặt lập tức hiện lên nụ cười, nhị thúc tìm cháu có việc gì? Ta dường như nghe ngươi đề cập qua, Bắc Trần muốn nghiên cứu một loại thuốc giải độc, quá trình nghiên cứu thế nào? Sở Khai Bình hỏi, lần này đến lượt Sở Trần sững sờ. Trong đề tài anh vừa nói chuyện phiếm với Tống Nhan, còn có thuốc giải độc. Chỉ có điều không nghĩ tới nhị thúc sẽ thực sự quan tâm đến vấn đề này. Có lẽ, sắp xong rồi chứ? Sở Trần liếc nhìn Tống Nhan. Mặc dù Tống Nhan vừa mới nói đã có đột phá trong nghiên cứu thuốc giải độc, nhưng Sở Trần lại không muốn gây áp lực quá lớn cho bà xã. Chu Khai Bình hiểu sai ý của Sở Trần, cho rằng thuốc giải độc Bắc Trần không nên phát triển nhanh như vậy, lập tức thở dài, vừa rồi, Dược phẩm Kim Thông thông qua nền tảng xã hội quốc tế thông báo, Dược phẩm Kim Thông đã nghiên cứu thành công một loại thuốc giải độc vạn náng, có thể đối phó với nhiều sự cố ngộ độc do đột biến động vật hiện đang xảy ra trên toàn thế giới. Sở Trần hỏi. Buột miệng nói, Dược phẩm Kim Thông. Tống Nhan đang lái xe, vô thức liếc nhìn Sở Trần. Chu Trần tỏ vẻ không hiểu Dược phẩm Kim Thông mà nhị thúc nói. Tình huống cụ thể, khu vực thông tin công khai cơ bản của hậu đài cục đặc chiến có chia sẻ, người có thể tra.
Tâm trạng Sở Khai Bình có chút không tốt, sau khi nói vài câu với Sở Trần liền cúp điện thoại. Tống Nhan ở bên cạnh không nhịn được hỏi, dược phẩm Kim Thông làm sao vậy? Em nghe nói qua dược phẩm Kim Thông. Sở Trần ngạc nhiên, Tống Nhan trợn mắt nhìn anh, dược phẩm Kim Thông là tập đoàn dược phẩm lớn nhất Mỹ Quốc, trên thế giới có rất nhiều loại thuốc đặc biệt, tất cả đều đến từ dược phẩm Kim Thông, có thể nói dược phẩm Kim Thông công nghệ y tế tiên tiến nhất thế giới và có đội ngũ y tế tốt nhất thế giới, là trùm của ngành dược phẩm. Thì ra là thế, vậy khó trách. Sở Trần truyền đạt lời nói của nhị thúc cho Tống Nhan, đồng thời cũng thản nhiên mở hậu đài cục đặc chiến. Sắc mặt Tống Nhan trầm xuống. Thuốc giải độc vạn náng sắp ra mắt của dược phẩm Kim Thông trùng với thuốc giải độc Bắc Trần. Đương nhiên, dược phẩm Kim Thông có thể không biết rằng có một công ty tên là dược phẩm Bắc Trần ở xa xôi, nhưng chắc chắn rằng thuốc giải độc vạn náng của dược phẩm Kim Thông sẽ có tác động lớn đến thị trường này. Dược phẩm Bắc Trần chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Sở Trần nhìn thấy sự lo lắng của Tống Nhan, an ủi nói, chúng ta không biết tác dụng cụ thể của cái gọi là thuốc giải độc vạn năng là gì, có thể không thể so sánh với thuốc giải độc Bắc Trần chúng ta. Ánh mắt Sở Trần lộ ra sự tự tin, một mặt anh an ủi Tống Nhan, mặt khác anh tuyệt đối tin tưởng vào thuốc giải độc Bắc Trần. Xe đã đến sân bay, Sở Trần lập tức bị Tống Nhan thúc giục xuống xe. Thao tác lần này của dược phẩm Kim Thông khiến Tống Nhan cảm thấy khẩn trương. Có lẽ không ai nghĩ đến, dược phẩm Bắc Trần, một công ty không nổi tiếng trong ngành dược phẩm, đang mài dao và muốn cạnh tranh với dược phẩm Kim Thông lớn nhất thế giới trong lĩnh vực giải độc. Dược phẩm Bắc Trần, khi Tống Nhan vội vã trỏ, lại công ty, Hạ Ngôn Hoan, Hạ Bắc và các quan chức cấp cao khác của Bắc Trần đã tập hợp lại chuẩn bị cho cuộc họp khẩn cấp. Hành động của dược phẩm Kim Thông lần này rất lòn. Trong phòng họp, Hạ Ngôn Hoan đi thẳng vào chủ đề, thuốc giải độc vạn náng của bọn họ sẽ bao phủ toàn thế giới trong vòng một tuần, chắc chắn rằng điều này sẽ gây ra lũ quét và tác động sóng thần đối với ngành dược phẩm toàn cầu. Do sự đột biến toàn cầu thường xuyên xảy ra, nhiều loài động vật đã xuất hiện độc tính cao, thậm chí một số loài không độc hại, chẳng hạn như kiến bình thường ở kiềm địa, có những độc tố khủng khiếp có thể giết người, do đó, thuốc chống độc đã trở thành lựa chọn hàng đầu hiện nay của các công ty dược phẩm lớn trên thế giới. Các công ty dược phẩm lớn đều không tiếc chi phí nghiên cứu và phát triển, không nghĩ đến, lần này, vẫn là dược phẩm Kim Thông lại dẫn đầu, thuốc giải độc vạn nàng của dược phẩm Kim Thông sẽ khiến nhiều công ty dược phẩm nỗ lực vô ích. Làn sóng này đi xuống, vị thế của dược phẩm Kim Thông trong ngành dược phẩm, sẽ càng không thể chạm tới. Mọi người cảm thán, nhưng chúng ta có thuốc giải độc Bắc Trần. Tống Nhan mở miệng nói, vừa rồi tôi nói chuyện với Sở Trần, anh ấy rất tin tưởng vào thuốc giải độc Bắc Trần. So với các công ty dược phẩm khác, Bắc Trần chúng ta vẫn có hai ưu điểm. Thứ nhất, quá trình nghiên cứu thuốc giải quan trọng nhất, Sở Trần đã hoàn thành cho chúng ta chỉ cần nhận kết quả nghiên cứu của Sở Trần. Thứ hai, mặc dù chúng ta chưa biết giá của thuốc giải độc vạn nàng, nhưng thuốc giải độc Bắc Trần chúng ta chắc chắn sẽ có giá cả phải chăng hơn so với họ. Không sai, Hạ Bắc trầm giọng nói, một điểm nữa, tôi đã tham khảo rất nhiều loại thuốc của dược phẩm Kim Thông. Giá thuốc của bọn họ cao hơn rất nhiều so với mức trung bình của ngành, những năm qua chỉ đơn giản là một hang động hấp thu vàng đáng sợ, lần này là thuốc giải độc vạn nàng, nếu không có sản phẩm khác có thể tấn công, bọn họ sẽ điên cuồng trên thế giới, khi dược phẩm Bắc Trần tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, các công ty dược phẩm lớn trên thế giới cũng đang thực hiện các biện pháp dự phòng. Một số công ty thậm chí còn mạo hiểm tung ra các sản phẩm bán thành phẩm vẫn đang được nghiên cứu để chiếm lĩnh thị trường. Sự cạnh tranh giữa các công ty dược phẩm đang âm thầm lan rộng, mà trên mạng, thông báo của dược phẩm Kim Thông đã làm bùng nổ toàn bộ mạng lưới. Dược phẩm Kim Thông thực sự xứng đáng là người dẫn đầu, trước cuộc khủng hoảng toàn cầu, bọn họ đã làm gương và phát triển một loại thuốc giải độc vạn năng với tốc độ nhanh nhất. Thao tác này đã cứu sống hàng trăm triệu người. Tôi nghe nói có kiến, bướm, thậm chí còn có một số muỗi rừng, ít nhiều có độc, thế giới này quá nguy hiểm, bất kể như thế nào. Sau khi thuốc giải độc vạn năng được tung ra thị trường, tôi phải dự trữ một ít ở nhà, đây là những thứ cứu mạng. Ngành dược phẩm vẫn phải xem Kim Thông chúng ta. Đúng rồi, những người đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa cục hỏa thần của chúng tôi và đàn chim lạ đều không xứng đáng sở hữu lọ thuốc giải độc vạn năng. Toàn bộ mạng lưới đã tranh luận sôi nổi. Chập tối, tài khoản chính thức của dược phẩm Kim Thông bất ngờ công bố hàng loạt danh sách quốc gia và khu vực. Các quốc gia trong danh sách này sẽ có lô thuốc vạn năng đầu tiên trên thị trường. Rất nhanh, cư dân mạng cẩn thận phát hiện ra, danh sách đầu tiên của dược phẩm Kim Thông, không có Hoa Hạ. Cục đặc chiến, ngay khi danh sách của dược phẩm Kim Thông được công bố,
Cục đặc chiến cũng nhận được một tin nhắn từ Cục Hỏa Thần, rất đơn giản, yêu cầu Cục đặc chiến thả các thành viên Cục Hỏa Thần bị bắt và giao nộp kẻ sát hại Sevsky. Thông điệp này đã được in ra, trực tiếp bị La Lão trưởng lão xé tại cuộc họp cấp cao của Cục đặc chiến. Cục Hỏa Thần sợ là vẫn đang sống trong mộng. La Tân chế nhạo, cho rằng với cái gọi là thuốc giải độc vạn náng, liền khiến chúng ta phục tùng. Tâm tư của Cục Hỏa Thần mọi người đều rõ ràng. Quả thực nực cười, Sở Khai Bình thản nhiên nói, ta đã hạ lệnh tàng cường thẩm vấn những người của Cục Hỏa Thần, những người này, không ai có thể nghĩ đến việc rời khỏi vùng đất này. Thuốc giải độc vạn nàng của dược phẩm Kim Thông thực sự đã gây ra chấn động toàn cầu. Một thành viên cấp cao của Cục đặc chiến lo lắng, không khó để thấy từ danh sách rằng họ cố tình nhắm vào chúng ta, hơn nữa thông điệp này từ Cục Hỏa Thần cho thấy họ tin tưởng tuyệt đối vào thuốc giải độc vạn năng, nếu chúng ta không đưa ra phản ứng kịp thời. Về mặt dư luận trong nước, không có cách nào để giải thích, Cục Hỏa Thần sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy để tấn công chúng ta. Đây đúng là một vấn đề khó khăn a. Có người thở dài, lông mày nhíu lại, không ngờ tốc độ của dược phẩm Kim Thông lại nhanh như vậy. Không phải không thừa nhận, dược phẩm Kim Thông, có bản lĩnh. Sở Khai Bình và La Tân nhìn nhau. La Tân ho khan, nhẹ giọng nói, tốc độ của dược phẩm Kim Thông rất nhanh, nhưng tốc độ của chúng ta có thể không chậm hơn bọn họ. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ mang đến cho dược phẩm Kim Thông một trận đấu bắn tỉa đẹp mắt. Nhiều ánh mắt nhìn về phía La Tân. Bọn họ không biết sự tự tin của vị lão thủ trưởng này đến từ đâu để nói điều này. Cuối cùng, lão thủ trưởng đã ban hành một mệnh lệnh quân sự, trong vòng 3 ngày, tấn công dược phẩm Kim Thông. Kết thúc cuộc họp, La Tân lên xe của Sở Khai Bình. Dược phẩm Bắc Trần của Sở Trần, thật sự có thế làm được trong vòng 3 ngày, phản kích dược phẩm Kim Thông. La Tân không thể tin được, tất cả những gì ông nói ở cuộc họp đều là ý của Chu Khai Bình, ông tin tưởng Sở Khai Bình, cũng có niềm tin vào Sở Trần. Sở Khai Bình gật đầu, Sở Trần nói, cỏ, bọn họ đều tin tưởng Sở Trần. La Tân hít sâu một hơi, nếu ảnh hưởng của danh sách dược phẩm Kim Thông được mở rộng, sẽ gây ra một số cuộc bạo loạn nhất định ở Hoa Hạ. Đặc biệt, vào thời điểm chất độc tràn lan, đối mặt với một khoảnh khắc của sự sống và cái chết, nhiều người chắc chắn có một số suy nghĩ khác trong đầu. Trên thực tế, sau khi danh sách được công bố, trên mạng đã trực tiếp bùng nổ. Lô thuốc giải độc vạn náng đầu tiên do dược phẩm Kim Thông cung cấp thực sự không có Hoa Hạ, cái này đáng tranh luận. Tôi đột nhiên nhớ đến trận chiến hẻm núi lớn, không biết liệu có liên quan gì không. Dược phẩm Kim Thông thật quá đáng, thống kê cho thấy số lượng đột biến xảy ra nhiều nơi ở Hoa Hạ trong thời kỳ này lớn hơn số lượng đột biến của tất cả các vùng trên cả nước cộng lại. Có thể nói rằng Hoa Hạ chúng ta là nơi cần thuốc giải độc vạn náng nhất, bọn họ thực sự không cung cấp. Kháng nghị, dựa vào cái gì? Trong một thời gian, tài khoản chính thức của dược phẩm Kim Thông đã bị xâm phạm. Tuy nhiên, phía dược phẩm Kim Thông luôn giữ im lặng, không giải thích hay thay đổi. Ý tử trong đỏ, rõ ràng, một số cư dân mạng cực đoan bắt đầu tấn công một số công ty dược phẩm nổi tiếng trong nước. Để lại tin nhắn dưới tài khoản chính thức của các công ty dược phẩm lớn. Bây giờ là lúc để kiểm tra các người, thuốc giải độc vạn năng của dược phẩm Kim Thông không thể đến. Các người nên tung ra lọ thuốc giải độc thuộc về Hoa Hạ của chúng ta. Không phải các người thường nghĩ mình là người giỏi nhất thế giới sao? Tại sao dưới sức mạnh của dược phẩm Kim Thông, từng người một, còn không dám đánh giám, tôi quá thất vọng về các người. Xem ra tôi chỉ có thể kiếm một chút thuốc giải độc vạn năng thông qua một số kênh đặc biệt ở nước ngoài. Thất vọng, các công ty dược phẩm lớn thực sự đã giữ im lặng. Tốc độ của dược phẩm Kim Thông quá nhanh. Mặc dù các công ty dược phẩm lớn đã nghiên cứu các loại thuốc tương tự, nhưng chúng vẫn chưa đạt đến mức độ hoàn hảo. Trong tình hình hiện tại, bất kỳ công ty dược phẩm nào tung ra thuốc giải độc sẽ thu hút sự chú ý rất lớn. Nếu thuốc có hiệu quả, nhưng một khi thuốc có vấn đề, hậu quả không thể gánh chịu. Do đó, trong trường hợp này, các công ty dược phẩm lớn, người không giữ mình, nhìn qua là lựa chọn tốt nhất. Màn đêm phủ xuống cao ốc Sơ Hối. Tầng thuộc về dược phẩm Bắc Trần được chiếu sáng rực rỡ. Hạ Bắc ngồi trong phòng làm việc chơi máy tính, thỉnh thoảng nhấn nút làm mới, sắc mặt càng ngày càng xấu xí. Sau khi Hạ Ngôn Hoan bận rộn, đến phòng làm việc của Hạ Bắc uống trà, lúc pha trà, Hạ Ngôn Hoan liếc mắt nhìn Hạ Bắc, Tiểu Bắc, tài khoản chính thức của Bắc Trần cũng bị cư dân mạng tấn công sao. Hắn có thể thấy Hạ Bắc tâm trạng không tốt, Hạ Bắc khịt mũi lạnh lùng, ánh mắt của cư dân mạng này không tốt, từ tối đến giờ cháu làm mới. Lại thậm chí không một người nào để lại lời nhắn trên tài khoản chính thức của Bắc Trần. Không có cảm giác tồn tại.
Điều này khiến Tam thiếu gia Hạ gia cảm thấy tức giận. Hạ Ngôn Hoan mỉm cười, cậu không muốn nghĩ tới, Bắc Trần của chúng ta, từ khi sáng tạo đến bây giờ, chỉ sản xuất được 2 sản phẩm đầu tiên gần như đã ngừng sản xuất, Tống Nhan Cao, mặc dù rất nổi tiếng, nhưng lại thuộc loại sản phẩm chăm sóc da, cùng với thuốc giải độc vạn nàng của dược phẩm Kim Thông, không thể kết nối với nhau, không có cư dân mạng vào tài khoản Bắc Trần Đế lại tin nhắn, đó là chuyện bình thường. So với toàn bộ ngành dược phẩm trong nước, Bắc Trần chỉ là một tân binh. Bọn họ vừa tạo ra một sản phẩm chăm sóc da đình đám. Hỏa lực của cư dân mạng tập trung ở 10 công ty dược phẩm hàng đầu trong nước. Hạ Bắc nghĩ nghĩ, những gì Hạ Ngôn Hoan nói đều có lý. Ngay sau đó, Hạ Bắc đột nhiên tỉnh táo lại, hai tay không ngừng gõ lên bàn phím. Hạ Ngôn Hoan tò mò, cậu đang làm gì vậy? Hắc, Hạ Bắc nói, trong trường hợp không có khó khăn, chúng ta phải tạo ra khó khăn cho chính mình. Cư dân mạng đã không chút sự bất mãn của họ dưới tài khoản chính thức của Bắc Trần, cháu chỉ phải tự xịt mình. Khóe miệng Hạ Ngôn Hoan co giật dữ dội. Một lúc sau, Hạ Ngôn Hoan không nhịn được lấy điện thoại ra. Quả nhiên, tài khoản chính thức của Bắc Trần, một kiếm của Tam thiếu gia để lại lời nhắn, rác rưởi Bắc Trần, khi các công ty dược phẩm toàn cầu đang nghiên cứu thuốc giải độc, các người thực sự chỉ quan tâm đến các sản phẩm chăm sóc da, điều này quá gây thất vọng cho người hâm mộ. Cư dân mạng gió mùa hè đã để lại lời nhắn, tôi rất đồng ý với lời nói của Tam thiếu gia, nếu Bắc Trần không có hành động, tôi sẽ cân nhắc không sử dụng các sản phẩm chăm sóc da của Bắc Trần trong tương lai. Cư dân mạng gió Bắc Phi Vu đã để lại lời nhắn, thay mặt hàng trăm triệu cư dân mạng, tôi kêu gọi Bắc Trần tung ra các sản phẩm thuốc giải độc. Khóe miệng Hạ Ngôn Hoan co giật dữ dội, vị lão tổng Bắc Trần này, chỉ là một trò đùa thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.